Chào các bạn Các bạn đang nghe bộ truyện Linh dị Cửu Long Chéo Quang của tác giả Vũ Độc Linh Hồn Bộ truyện được chuyển thể phun trọn bộ thành truyện audio trên kênh youtube Thích Nghe Truyện 247 Trong quá trình dịch thuật và chuyển đổi, đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ, nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé Nếu thấy hay, các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé Xin cảm ơn Tử thần, ngày tàn của cô đã đến rồi. Tu La Vương lớn tiếng nói. Tốt lắm, vậy ai sẽ xử lý ta đây? Thùy Hòa quét mắt nhìn xung quanh, bình tĩnh nói. Nói đến đây ai cũng cầm như hến, Tu La Vương mở miệng ấp úng cũng không dám đáp lời. Lúc này tướng quân đoạn ly bước ra ra, lớn tiếng nói có ta đây. Ta vốn tưởng tộc Tu La chỉ có mấy kẻ hèn nhát, không ngờ vẫn còn một dũng sĩ đấy. Thật đáng tiếc, có cái gì đáng tiếc? Tướng quân đoạn lý kia hỏi, đáng tiếc, nhà ngươi không xứng. Nói xong, thủy Họa vung lưỡi liềm tử thần lên không chung. Không ai ngờ tử thần còn dám dùng toàn lực tấn công tên kia dù bản thân đang cận kề cái chết, tướng đoạn ly giật mình không kịp phản ứng, đến khi Tu La Vương muốn ngăn cản thì đã quá muộn. Chỉ thấy một luồng ánh sáng trắng lóe lên, ngay sau đó liền thấy cái đầu to của tướng quân đoạn ly bay thẳng lên trời, máu phụt ra văng tung tóe khắp nơi. Tướng đoạn ly tuy đã chết nhưng hồn phách của ông ta vẫn chưa bị tiêu diệt, điều này chứng tỏ sức mạnh chiến đấu của tử thần quả thực đã cạn kiệt rồi. Tuy nhiên, cho dù là thế, cũng không có ai dám chủ động tiến lên so tài với tử thần và thi hành án tử cho cô ấy. Còn ai nữa? Thùy họa hỏi, lần này, toàn bộ binh linh xung quanh đã ngậm chặt miệng, không ai dám mạo hiểm tính mạng đứng ra đấu một trọi một với tử thần. Tu La Vương xua tay, ra hiệu cho mười mấy vạn quân còn lại tiếp tục bao vây tử thần. chương 1213, gặp lại thuộc Hạ Cũ một. Nghe theo mệnh lệnh của Tu La Vương, mười mấy vạn quân còn lại tiếp tục không ngừng vây đánh Thùy họa Máu nhuộm đỏ tầm mắt Thùy Họa, ngọn lửa linh hồn thiêu đốt thần hồn kẻ thù, nhưng không thể sưởi ấm trái tim lạnh giá của cô ấy. Sau khi hoàn thành lần niết bàn thứ 9, Thùy Họa đã một mình chịu đựng nỗi cô đơn. Từ giờ sẽ không còn ai có thể lắng nghe những suy nghĩ của cô ấy, sẽ không còn ai chia sẻ nỗi lo toan của cô ấy, bản thân cô ấy cũng không bao giờ có được những giây phút bình yên. Ngồi trên pháo đài băng sương, xung quanh cô ấy chỉ có những bông tuyết trắng lạnh lẽo thổi vi vu theo làn gió mặc dù hai mắt nhắm nghiền nhưng cô ấy cũng không bao giờ ngủ được thần niệm của thùy Hỏa đang bị rút cạn nhanh chóng sau khi mất đi hỗ trợ của hồn năng cơ thể tử thần cũng bắt đầu chi chít đầy vết sẹo dài ghê sợ lưỡi hái tử thần trong tay cô ấy càng ngày càng nặng nề như trì sức công phá cũng càng lúc càng suy giảm thùy họa biết mình không thể kiên trì lâu hơn nữa hôm nay cô ấy đã không còn đường thoát rồi và rồi khi tên lính tộc tu la cuối cùng ngã xuống thần niệm của thùy Hỏa đã chính thức cạn sạch cơ thể cực kỳ suy nhược của cô ấy đã không còn đủ sức đứng vững nửa người của cô ấy khom xuống đứng giữa một núi xác chết ngọn lửa linh hồn vẫn đang không ngừng thiêu đốt xung quanh lúc ý thức mơ mơ màng màng thùy họa bắt đầu nhớ lại quá khứ cách đây rất lâu cô ấy cũng từng chiến đấu không ngừng liều mạng quét qua hàng vạn quân lính để mở ra một con đường máu khi đó cô ấy là tướng phá quân của ma đạo nhận trọng trách chiến đấu vì ma đạo phía sau cô ấy còn có hàng ngàn đệ tử ma đạo đang ngày đêm cầu mong một cuộc sống bình yên. Khi đó cô ấy không chỉ chiến đấu một mình, mà còn có cả sát phá lang tam phương tứ trinh. Giờ đây khi bản thân đã đứng trước bờ vực của cái chết, Thùy Họa không thể kìm nén được cảm xúc dồn nén trong lòng nữa. Dường như cô ấy nghe thấy một tiếng băng vỡ tan, hồi ức của quá khứ cứ như dòng thủy chiều cuốn vào, thoáng chốc bao quanh và nhấn chìm cô ấy. Sống chết nhọc nhằn, cùng nhau thể nguyện, nắm lấy đôi tay, trăm năm bạc đầu ma đạo đã có chủ mẫu không còn là cô ấy nữa mà cô ấy cũng không thể oán thán một lời vì chính cô ấy là người lựa chọn ra đi nếu như nói không oán hận thì chính là giả trong mắt thủy họa không thể lẫn một hạt cát cô ấy vốn đã không chấp nhận được kiêm hà làm sao có thể mở lòng khoan dung cho mộ dung lúc cô ấy mạnh mẽ đứng vững trên đôi chân của mình cô ấy tất nhiên có thể đóng băng trái tim mình nhưng giờ đây cô ấy còn yếu ớt hơn một người phụ nữ phàm trần bình thường tóc em đã bạc trắng vì anh anh nên trân trọng em mới phải Hiện tại, cô ấy phải một mình chống chọi đến giây phút cuối cùng, còn ai sẽ đến bên cạnh che chở cho cô ấy đây? Đơn độc chiến đấu một mình, đến chết cũng cô đơn một mình. Thùy Hỏa không hối hận về sự lựa chọn của mình, cô ấy chỉ không hài lòng với kết quả bi đát này mà thôi. Cô ấy thực sự muốn chạy đến hỏi người đó và hỏi anh ấy tại sao lại tặng danh phận chủ mẫu ma đạo cho mộ dung mà không cho cô ấy. Rốt cuộc là ai đã phá vỡ lời thề trước? Ngày ấy nói lời chia tay, anh ấy đã hứa sẽ mãi mãi đợi cô dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra. Lời nói ngày xưa đâu rồi? Thùy hỏa mất đi sức mạnh của tử thần, trong lòng tràn ngập oán hận trách cứ, cả lý trí lẫn tình cảm dường như đã quay trở lại thành cô gái nhà họ lâm yếu đuối 400 năm trước. Điều cô ấy muốn chính là trở thành một người vợ được chồng hết lòng yêu thương, không phải một vị tướng phá quân oai phong lẫm liệt, cũng không phải là một tử thần lạnh lùng tàn nhẫn. Tuy nhiên, thiên đạo muốn hủy diệt thế gian, nếu muốn bảo vệ ma đạo và người mình yêu, cô ấy chỉ có thể lựa chọn hy sinh bản thân mình. Vì theo đuổi sức mạnh của tử thần, cô ấy hiến dâng tình cảm của chính mình. Bây giờ, cuối cùng cô ấy cũng hối hận rồi, Thùy Hỏa đã đánh giá quá cao sức mạnh này, lầm tưởng bản thân sẽ không bao giờ hối hận, nhưng khi cái chết thực sự ập đến, trong lòng cô lại cảm thấy vô cùng chua xót. Cô ấy đứng thẳng người lên và nhìn về phía xa, hy vọng có thể nhìn thấy người đó một lần nữa trước khi thần hồn cô ấy bị hủy diệt. Cô ấy muốn nhìn lại quê hương ma đạo mà mình đã chiến đấu hết lòng để bảo vệ, cũng muốn một lần nữa ngắm nhìn gia đình của mình, đạo tổ trong lòng cô ấy. Không may thay, cô ấy vẫn không thể nhìn thấy gì cả. Ở nơi vũ trụ hư không sâu thẳm vô cùng cô đơn, vì sao lãnh đạm thở ơ, bóng tối tồn tại vĩnh viễn? Tu La Vương, tại sao ngươi vẫn chưa chịu ra tay? Ác thần phẫn nộ, một trong tứ đại ác thần hét lên. 800 vạn đại quân Tu La đã bị một mình tử thần tiêu diệt, không ngờ ngay cả dũng khí báo thù rửa hận cho họ ngươi cũng không có. Ác thần kiêu ngạo cũng bắt đầu dở giọng chế nhạo, nếu như trước đây, khi Tu La Vương vẫn còn được 100 vạn binh lính Tu La phò trợ, tứ đại ác thần nhất định sẽ không bao giờ dám vô lễ với ông ta như vậy, nhưng bây giờ, toàn bộ 800 vạn quân Tu La đã bị tiêu diệt không còn một mống, đã thẳng thừng dẫm đạp lên lòng kiêu hãnh thường ngày của Tu La Vương. Điều nực cười nhất là, dù tử thần bây giờ đã sức cùng lực kiệt, chẳng khác nào ngọn đèn cạn dầu, thế nhưng ông ta vẫn không có gan tự tay giết chết cô ấy. Tuy nhiên, lời chế nhạo của tứ đại ác nhân đã khơi dậy ngọn lửa phẫn nộ trong lòng ông ta, cơn giận biến thành sát khí, Tu La Vương tiến lên bước về phía tử thần. Chiến giáp thập nhị phẩm huyết liên, đôi song kiếm nguyên đồ và a à tị sắc bén lóe sáng hừng hực sát khí. Từ xa xưa, hình tượng chiến giáp thập nhị phẩm huyết liên, hai tay cầm song kiếm của Tu La Vương rất anh dũng và oai phong, đại quân Tu La luôn bất khả chiến bại bách chiến bách thắng không kẻ nào dám làm càn trước mặt ông ta. Bây giờ ông ta đã bị tử thần trà đạp danh dự, đã khỏi khỏi thần thế. Trong lòng ngoài hối hận, thì chỉ còn lại nỗi căm phẫn và trái tim muốn trả thù. Tu La Vương không còn tư cách để sỉ nhục tử thần, buộc phải âm thầm hiến tế đôi song kiếm. chương 1214, gặp lại thuộc Hạ Cũ hai Thật ra, với tình trạng suy kiệt hiện giờ của Thùy Họa, đến một nhát chém cũng không đủ sức chống trả, nhưng Tu La Vương vẫn không do dự hiến tế đôi song kiếm, dùng nguyên đồ hủy diệt mạng sống và dùng A tỷ thiêu cháy linh hồn. Nắm chặt đôi song kiếm trong tay, chư thần vội vàng tránh ra xa. Nghĩ đến tử thần sắp chết dưới kiếm của ông, tâm trạng vốn đang chán nản của Tu La Vương bắt đầu có chút khởi sắc trở lại. Ngoại trừ thiên đạo, chưa từng có ai giết được tư thần của Thái Cổ Minh Giới, nhưng hôm nay, số phận đã định sẵn tử thần sẽ trở thành linh hồn chết dưới lưỡi kiếm của ông ta. Nghĩ tới đây, tâm trạng của Tu La Vương nhanh chóng phấn chấn lên. Chỉ cần có thể giết chết tử thần, thì tổn thất mất 800 vạn đại quân có gì to tát đâu. Gia tộc Tu La ban đầu vốn do lão tổ đông Hà huyết thần tử hóa thành, chỉ cần huyết thần tử trong máu vẫn còn, thì việc tộc Tu La quật khởi tìm lại vinh quang đã mất chỉ là vấn đề thời gian. Sự bất tử của tử thần đã truyền xa khắp vũ trụ, mọi chúng sinh, hay chư thần đều biết. Nhưng ngày hôm nay, ông ta sẽ tự tay vạch trần lời nói dối lừa gạt nhất trần đời này, tử thần cũng sẽ phải chết. Bản thân đã cận kề cái chết, nhưng trong đầu của Thùy Hỏa vẫn còn chìm trong hỗn loạn bế tắc. Không phải cô ấy thờ ơ xem thường sát khí tàn ác của Tu La Vương, thế nhưng dù cho cô ấy biết ông ta đến đây để giết mình, thì cô ấy có thể làm gì được nữa? Cô ấy không còn sức để chống trả, thay vì để nỗi sợ hãi chiếm trọn tâm trí, tại sao không để trái tim mình thoải mái đắm chìm trong ký ức của ngày xưa. Tu La Vương ngừng tụ sát khí, ông ta vốn tưởng mình sẽ nhìn thấy chút sợ hãi nào đó trên mặt tử thần, nhưng ông ta lại thất vọng ê chề. Ông ta không hề thấy một chút kinh hãi sợ sệt trên gương mặt trái xoăn của Thủy Họa đến nhìn cũng không thèm nhìn ông ta, dường như cô ấy hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của ông ta. Tu La Vương vô cùng tức giận, sát khí của ông ta càng thêm dữ dội hơn trước. Kiếm nguyên đồ chém xuống, một nhát chém trực tiếp xuyên thẳng qua cơ thể tử thần, để lại một vũng máu đáng sợ trên ngực cô ấy. Sự sống của cơ thể nhanh chóng tiêu tán, cũng chỉ khiến Thùy Họa cảm thấy có chút lạnh lẽo. Lưỡi hái tử thần của cô ấy đã cướp đi sinh mạng của vô số người, hôm nay cuối cùng cũng đến lượt cô ấy đón nhận cái chết thanh kiếm nguyên đồ phá hủy sự sống và thanh kiếm a tỷ cắt đứt linh hồn sau khi một nhát đầu tiên đâm xuyên qua cơ thể thùy họa tu la vương thừa thắng xông lên tiếp tục dùng kiếm a tị chỉ cần nhát kiếm này chém xuống thùy họa chắc chắn chỉ còn con đường chết cho tàn trở thành cắt bụi nắm đất trở thành mặt đất thái cổ minh giới sẽ không còn tử thần mới xuất hiện nữa tuy nhiên ngay khi tu la vương chuẩn bị dùng một kiếm giết chết linh hồn của thùy họa Bỗng nhiên một thần niệm tà ác xuất hiện từ sâu trong vũ trụ xa xôi, khóa chặt mọi hành động của ông ta. Điểm xuất phát của ma ý này cũng phải cách vị trí ông ta đứng hàng ngàn dặm, nhưng sức mạnh áp đảo khiến ông ta lạnh cả sống lưng. Ngay sau đó, một kiếm ý hủy diệt trời đất cũng từ một hướng khác phóng thẳng tới. Kiếm ý vô cùng mạnh mẽ, bất phàm oai phong lẫm liệt, như thể nhát kiếm từ thời hỗn độn thái sơ. Nhát kiếm này chỉ mình thái cổ kiếm thần mới có thể sử dụng, nhưng chẳng phải thái cổ kiếm thần sớm đã mất đi thần tính rồi sao? hai sát khí đáng sợ đều cùng lúc khóa chặt Tu La Vương, thẳng tay chặn đứng mọi hành động của ông ta. Bây giờ dù ông ta vẫn có thể giết chết tử thần, nhưng bản thân ông ta cũng không thể thoát khỏi cái chết. Tứ đại ác thần nhanh chóng phản ứng lại, lập tức hợp lực giải phóng tứ cực tà ác lĩnh vực, cố gắng hết sức ngăn chặn hai sát khí ra bên ngoài chiến trường. Tuy nhiên, lĩnh vực của họ chẳng khác nào mảnh vải mong manh, dù là ma ý hay kiếm ý đều dễ dàng chọc thủng lớp màn bảo vệ của họ, thoáng chốc cả hai đã phá hủy lĩnh vực tứ đại ác thần, trực tiếp xuyên thủng huyết sắc luyện ngục bên trong cơ thể của Tu La Vương. Biến cố lớn bất ngờ ập đến, Tu La Vương hoảng sợ cầu cứu tứ đại ác thần, nhưng họ cũng không ngờ chuyện điên rồ này có thể xảy ra. Không ai biết người sắp tới rốt cuộc có lai lịch gì, nhưng đó chắc chắn không phải thái cổ ma đế, cũng không phải thái cổ thần vương. Tuy nhiên, hai sát khí này hoàn toàn không thua kém gì thái cổ ma đế và thái cổ thần vương, thậm chí còn kinh khủng hơn. Chờ lâu nhưng cái chết vẫn không đến, cuối cùng Thùy Hỏa cũng tỉnh táo, lấy lại bình tĩnh nhìn tu la vương trần trừ không dám ra tay cô ấy cau mày hỏi đến nước này mà ngươi còn không có gan giết ta sao đối mặt với câu hỏi trêu ngươi của thùy họa trái tim run rẩy của tu la vương như đang dỉ máu ông ta biết rõ chiến giáp thập nhị phẩm huyết liên trên người căn bản không đủ khả năng giữ mạng cho ông ta song kiếm nguyên đồ và a à tị chẳng là gì khi đứng trước kiếm ý đứng cách xa hàng ngàn dặm kia không phải ông ta yếu ớt kém cỏi khi dẫn dắt tộc tu la chinh phục thái cổ tiên minh ông ta không hề do dự hay sợ hãi lấy một lần dù cho kẻ địch có là đế thích thiên đi chăng nữa, cũng chưa từng khiến ông ta lùi bước. Tứ đại ác thần cũng có chút hoảng loạn, bọn họ chỉ tính đến việc pháo đài băng xương đã bị cô lập, bọn họ chưa bao giờ ngờ được sát khí hủy diệt kinh khủng như vậy lại có mặt trên đời, quan trọng nhất là không phải một, mà là hai cái. Cho dù thái cổ ma đế hay thái cổ thần vương có tự mình tới đây cũng không khiến họ hoảng sợ đến mức này, điều đáng sợ nhất chính là không biết, không ai biết được kẻ sắp bay đến là ai. 400 vạn đại quân cũng không thể giúp họ giữ vững lòng tin, 800 vạn đại quân Tu La chẳng phải cũng thảm bại dưới chân tử thần hay sao? Cuối cùng, Thùy Hỏa đã cảm nhận được hai luồng của sát khí, ngọn lửa đen sắp tắt trong mắt cô ấy lại bùng lên, sau đó cô ấy bỗng nghe thấy hai giọng nói đã in sâu vào trong trí nhớ của cô. Lâm Tướng quân, xin cô yên tâm, Ngạo Phong đã tới đợi lệnh. Thuần quân đã đến giúp Lâm Tướng quân đánh lui kẻ thù. Một tiếng Lâm Tướng quân khiến linh hồn của Thùy Hỏa chấn động. Cô ấy không bao giờ ngờ được sau khi trải qua 9 lần niết bàn, cô ấy vẫn còn cơ hội nghe thấy tướng sĩ ma đạo gọi mình là Lâm Tướng Quân. chương 1215, Thiên Đạo Xuất Thế 1 Cùng với hai âm thanh lớn vang vọng khắp đất trời, Ngạo Phong và Thuần Quân lần lượt. Hiện thân ở nơi sâu thẳm trong hư không vũ trụ, đọa lạc ma long Ngạo Phong xuất hiện đầu tiên ở hướng chính Tây, uy áp áp đảo của con rồng lớn, mang theo cả ma ý hủy thiên diệt địa, Ngạo Nghễ nhìn xuống chúng sinh, ngay khi hiện thân long khí đã bao trùm khắp không gian này, áp chế tinh thần của đại quân 400 vạn người của tứ đại ác thần không ngóc đầu lên nổi. Lẽ nào đây chính là Thái Cổ Ma Long? Nội chi sát kinh ngạc hỏi. Không phải, Thái Cổ Ma Long mặc dù được gọi là Ma Long, nhưng cũng không có ma ý quỷ dị vặn vẹo như vậy. Sân chi sát đáp, vậy đây là, ngạo chi sát hỏi, đây là đọa lạc Ma Long, là sinh vật mạnh mẽ, đáng sợ nhất trong truyền thuyết của Thái Cổ Ma Giới, uy lực của nó còn hơn cả Thái Cổ Ma Đế ác chi sát đáp, thứ gọi là tứ đại ác thần, chính là bốn cỗ sát khí mạnh nhất hóa ma mà thành trong vị diện thái cổ tiên dân. Gọi là thần nhưng thực chất là ma, lần lượt là sân chi sát, ngạo chi sát, nộ chi sát và ác chi sát. Tứ đại ác thần ma khí sung thiên, bốn thần liên thủ còn có thể bày bố ra trận pháp tứ cực tà sát la sinh, trong vị diện thái cổ tiên dân tiếng xấu đồn xa, khó phân cao thấp cùng với tu la vương. Tuy nhiên, trước mặt đọa lạc ma long ngạo phong, ma ý của chúng cũng chẳng là gì cả. Ma ý của Ngạo Phong đến từ ma chủng đầu tiên của hỗn độn, là ma trong vạn ma, là nguồn của vạn ma. Trận tứ cực tà sát la sinh lập tức bị phá vỡ, căn bản là không thể ngăn cản được thân thể ma long to lớn vô song của Ngạo Phong. Đối mặt Ngạo Phong, tư đại ác thần căn bản không thể có được một chút tinh thần chiến đấu nào. Tứ đại ác thần là vậy, 400 vạn đại quân tà sát dưới trướng lại càng kinh hoàng tột cùng, thần hồn bay biến. Không gian luyện ngục huyết sắc của Tu La Vương không lớn lắm vì để ngăn chặn tác động năng lượng do không gian vỡ vụn gây ra làm hại đến bản thân thùy họa ngạo phong đã thu lại hình dạng ma long trở về hình dạng con người khuôn mặt vẫn như ngày hôm qua nhưng khí chất đã thay đổi đáng kể đôi mắt trong suốt ngày xưa đã biến mất dạng con người đen kịt u ám tà khí ngùn ngụt chiến giáp trên người đặc một màu đen tuyền trong tay cầm vẫn là long nha tri thương vẫn luôn thường dùng của cậu ấy long nha tri thương đã cùng với cái chết của ngạo phong ở quy khư mà bị tiêu hủy Long nha chi thương hiện giờ là thứ được hóa thành từ thần niệm của Ngạo Phong, mặc dù nó không phải là một thực thể, nhưng sức mạnh hủy diệt ẩn chứa trong nó lớn hơn nhiều so với Long nha chi thương ban đầu. Ngạo Phong hóa thành hình dạng con người, nhìn khắp một lượt xung quanh. Không ai dám giao tiếp bằng mắt với cậu, mà cũng không ai tồn tại trong mắt cậu ấy, mãi cho đến khi cậu rời mắt về phía thủy hỏa, vẻ mặt thay đổi ngay lập tức. Tà khí trong ánh mắt dường như tiêu tan hết, khôi phục lại sự trong sáng vốn có vẻ mặt cung kính, thần thái khiêm tốn. Ngạo Phong đi về phía Thủy Hỏa, khi còn cách Thủy Hỏa khoảng chừng 10 trượng, cậu ấy dừng lại, bắt đầu chỉnh trang lại quần áo. Trong quãng thời gian Ngạo Phong hiện thân, thuần quân cũng kết thúc cuộc hành trình xuyên thời gian và không gian của mình. Áp lực áp đảo của kiếm khí bao trùm toàn bộ nơi này, nỗi sợ hãi mang đến trong lòng nhưng người có mặt ở đây không kém gì đọa lạc ma long. Mà khi bước vào luyện ngục huyết sắc của Tu La Vương, thuần quân cũng giống như Ngạo Phong biến lại thành hình dạng con người, biến thành một thiếu nữ mặc kiếm bảo màu đen tuyền. Đôi mắt như nước mùa thu, nước mùa thu lại như thanh kiếm. Khuôn mặt lạnh lùng mang theo sự sắc sảo của khí canh kim. Mà ý không kém ngạo phong là bao, trên người còn mang theo chút uy thế sát phạt của tử thần. Thuần quân của bây giờ không phải kiếm linh cũng không phải kiếm ma, thứ cô ấy đại diện chính là sức mạnh nguyên thủy của kiếm. Dù là kiếm ý thái sơ hay kiếm ý hỗn độn, chỉ cần có liên quan đến kiếm, thuần quân đều có thể cảm ngộ thông linh. Điều đáng tiếc duy nhất là, Thuần quân sẽ không bao giờ có thể phát huy tối đa sức mạnh của kiếm ý được Bởi vì cô ấy là vật chết thông linh Cô ấy có thể trở thành thanh kiếm mạnh nhất trong đất trời này Nhưng cô ấy sẽ không bao giờ trở thành người mạnh nhất trên con đường kiếm đạo Tuy nhiên, xét theo uy áp kiếm khí mà thuần quân bộc lộ mà nói Giúp vì họa thoát khỏi rắc rối thì cũng đã đủ rồi Thuần quân bước đến trước ngạo phong, đứng bên cạnh cậu Cũng bắt đầu chỉnh trang lại quần áo Kiếm chi bổn nguyên, đọa lạc ma long sau khi hai sự tồn tại mạnh mẽ đến mức có thể vĩnh viễn sát phạt và chiến ý vô tận này xuất hiện, khuôn mặt của Tu La Vương trở nên đen như đít nồi. Ông ta biết hôm nay mình sẽ bị đánh bại một cách triệt để, thua không còn mảnh giáp. Ông ta muốn trốn chạy, nhưng bất luận là ngạo phong hay thuần quân, cũng đều để lại một tia thần niệm trên người ông ta, chỉ cần ông ta hành động liều lĩnh thì sẽ bị giết ngay lập tức. Không chỉ có Tu La Vương, hoàn cảnh của tứ đại ác thần cũng tương tự. Ma chủng là nguồn gốc của vạn ma, từ lúc ngạo phong xuất hiện, ma ý trong người họ dường như không còn nằm trong sự kiểm soát của họ nữa. Họ nhận ra rằng việc xuất quân lần này là một sai lầm, mà sai lầm này xảy ra thì cũng không thể trách họ được. Không ai dám chỉ trích thiên đạo vì đã phạm sai lầm, nhưng mà, rất rõ ràng lần này thiên đạo đã mắc phải một sai lầm rất nghiêm trọng. Mà tất cả những điều này chỉ có thể coi là kiệt tác của vận mệnh mà thôi. Thiên đạo nghĩ ra cách đối phó với đại quân tử thần, nhưng vận mệnh đã dáng một đòn phản kích vào thời điểm quan trọng nhất chương 1216, thiên đạo xuất thế hai Ngạo phong hóa thành đoạ lạc ma long, muốn vượt qua trùng điệp khoảng không của vũ trụ chỉ để đến đây, thì trên thực tế cũng đã không đủ thời gian, cho dù cậu có dùng hết sức lực đến đây, với chiến lực của thái cổ ma long cũng không thể áp chế được tứ đại ác thần. Mà nếu như không có ngạo phong trấn áp trận chiến, một mình thuần quân cũng không thể cứu được tùy họa. Vì kiếm là dùng để giết người chứ không phải để cứu người. Tất thảy những thay đổi này tưởng chừng như ngẫu nhiên, nhưng có một đôi bàn tay vô hình đang bí mật lên kế hoạch và sắp xếp mà bàn tay này lại chính là vận mệnh trong những năm chống lại thiên đạo vận mệnh chưa bao giờ thể hiện sự cố ý một cách rõ ràng như vậy chỉ luôn âm thầm vô tình không bị ai hay bất cứ thứ gì phát giác bây giờ vận mệnh không còn mơ hồ khó đoán định nữa điều đó có nghĩa là cuộc chiến giữa vận mệnh với thiên đạo đã đến thời điểm quan trọng nhất đồng thời cũng cho thấy vận mệnh không cho phép tử thần ngã xuống quá sớm sau khi ngạo phong và thuần quân chỉnh lại quần áo xong họ đồng thời quỳ xuống đất, hành lễ với thủy hỏa. Hai người quỳ xuống khiến vô số người kinh ngạc, tại sao họ lại quỳ lại tử thần như vậy? Tử thần của Thái Cổ Minh Giới tuy nước tiếng gần xa, nhưng dù là đọa lạc ma long hay kiếm chi bổn nguyên, lai lịch xuất thân của họ đều lớn hơn tử thần rất nhiều. Một là ma chủng hỗn độn, một là kiếm chi bổn nguyên. So sánh với nhau thì tử thần chỉ là một vị thần được sinh ra sau khi tam giới Thái Cổ bắt đầu, làm sao có tư cách tiếp nhận sự bái lạy của ma chủng hỗn độn và kiếm chi bổn nguyên chứ? Thế nhưng họ lại không nhìn thấy bất kỳ sự gò bó nào trên gương mặt của tử thần, tựa hồ như thể bọn họ đã quen với cảnh tượng này. Tử thần lúc này đã cực kỳ suy yếu, vết máu trên ngực không ngừng tỏa ra ma ý. Ngọn lửa đen trong mắt dường như có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào. Đối mặt với sự bái lạy của ngạo phong cùng thuần quân, cô ấy quay đầu lại, khó nhọc nói các ngươi không cần bái ta, ta không phải lâm tướng quân của các ngươi nữa, ta là tử thần của thái cổ minh giới. Tôi biết khả năng mạnh nhất của tử thần chính là quên lãng, cho dù lâm tướng quân có quên chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng sẽ không bao giờ quên người, người vĩnh viễn là phá quân của ma đạo. Ngạo phong đáp, thùy họa im lặng, không đáp lại, muốn nói gì đó, nhưng vừa mở miệng, bỗng nhiên ho ra một ngụm máu đen, thân thể thật sự đã đạt đến thời điểm như ngọn đèn cạn dầu. Thấy vậy, thuần quân nói với ngạo phong, ngạo phong, lâm tướng quân vẫn cần hồn năng để hồi phục thương thế, chúng ta phải tập hợp hồn năng cho cô ấy càng nhanh càng tốt. Được, bởi vì toàn bộ hồn năng ở đây đã bị tứ đại ác thần chuyển hóa thành sát khí, nếu muốn tạo ra lượng hồn năng mới, chỉ có thể lần nữa triển khai trận chiến giết chóc kịch liệt. Thùy hỏa bị thương cực nặng, cần một lượng hồn năng cực lớn, đồng nghĩa với việc sẽ có rất nhiều người phải chết. Ngạo Phong mặc dù có sức tàn phá cực lớn, nhưng sức mạnh của cậu ấy quá lớn và đáng sợ, mỗi một cử động cũng sẽ gây ra sự hỗn loạn trong không gian, lo rằng Thùy hỏa sẽ không thể chịu được tác động của dòng xung kích năng lượng. Hơn nữa, nếu Ngạo Phong giết người, nhất định sẽ bộc phát ma ý. Thùy họa yếu nhược, thần trí không ổn định, rất dễ rơi vào ma chướng Thuần quân cũng vậy, một khi kiếm ý bộc phát, với cơ thể mỏng manh của cô ấy cũng không thể chịu được hậu quả của kiếm ý phạt thể. Nếu không phải hai người họ có điều e ngại, sớm đã đại khai sát giới. Ngạo Phong lại nhìn quanh toàn chiến trường, cuối cùng chỉ vào đại quân 400 vạn quân tà sát của tứ đại ác thần và nói với Tu La Vương, ta mệnh lệnh ngươi, lập tức dẫn theo quân của người đánh vào đại quân tà sát, nếu như có một sát binh nào sống sót thì hôm nay ngươi ắt không thoát khỏi cái chết khi tu la vương nghe được điều này thiếu chút nữa đã phun cả máu ra tuy nhiên khi nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của tứ đại ác thần trong lòng ông ta có chút vui mừng hai bên vốn là kẻ thù của vị diện thái cổ tiên dân sau khi đại quân tám triệu của tộc tu la bị tiêu diệt thái độ của tứ đại ác thần ngay lập tức đối với ông ta trở nên kiêu ngạo hơn rất nhiều giờ đây ông ta vừa hay mượn uy của ngạo phong triệt tiêu uy phong của tứ đại ác thần khi Tu La vương tay cầm hai thanh kiếm, dẫn theo hai quỷ tướng cùng một số chiến binh Tu La cấp cao đánh vào đại quân tà sát, thần niệm của Ngạo Phong không ngừng luân chuyển trên người của tứ đại ác thần. Nếu ngươi dám ngăn cản ta, ta sẽ cho ngươi mà ý bảo thể mà chết tại chỗ. Một lời này đã làm cho tứ đại ác thần kinh hãi không dám động đậy, càng không dám ngăn cản Tu La vương tàn sát đại quân của mình, như thể cắt cỏ. Thiên đạo từ khi xuất thế đến nay, ông ta chưa từng nếm qua sự thất bại, càng không phải chịu bất kỳ sỉ nhục nào. Tuy nhiên, Chuyện xảy ra ngày hôm nay lại bị các đời sau của đạo tàng xem như sự sỉ nhục của thiên đạo. Đại quân 800 vạn của Tu La Vương đã bị một mình tử thần tiêu diệt, sau đó 400 vạn đại quân tà sát đến hỗ trợ lại bị Tu La Vương giết chết. Thiên tâm thất thủ, thiên đạo nổi giận, thiên đạo vẫn còn bị ràng buộc bởi sức mạnh nhân quả của nhân gian, cuối cùng cũng đã bộc phát thịnh nộ vào lúc này. Ông ta đã không ngần ngại hy sinh năng lượng của mình, thoát khỏi xiềng xích của nhân gian. Chương 1217, bốn phương cùng xuất thế một Tu La Vương tàn sát đẫm máu giữa đại quân tà sát, thu hoạch linh hồn và biến nó thành hồn năng, được Thùy Họa liên tục hấp thụ, phục hồi cơ thể tử thần mong manh của cô. Chấn thương mà cô phải chịu lần này rất nghiêm trọng, lượng hồn năng cần đến vô cùng lớn. Sau khi sử dụng cái ôm tử thần, thân thể tử thần lại lần nữa biến đổi, bây giờ lượng hồn mà Thùy Họa có thể hấp thụ càng khó tính toán hơn, gần như không có điểm kết thúc. Sắc mặt của tứ đại ác thần tái mét, trước đây bọn họ đã cười nhạo Tu La Vương vì bị thất bại nhục nhã như vậy. Nhưng giờ đây họ còn nhục nhã hơn cả Tu La Vương. Cuối cùng, 400 vạn đại quân tà sát đã bị Tu La Vương cùng các ma tướng tàn sát không còn ai, lúc này chỉ còn lại Tu La Vương, ma tướng Đoạn Ly, ma tướng Thị Hồn cùng vài chục chiến tướng cấp cao tộc Tu La, kiều thêm mỹ thiếp của Tu La Vương, bổn tôn tứ đại ác thần cùng hơn 10 chỉ huy cấp cao của đại quân tà sát. Tứ đại ác thần đã thu hồi lĩnh vực tà sát, Tu La Vương cũng đã rút khỏi luyện ngục huyết sắc của mình mọi người ai nấy đều lặng lẽ lơ lửng trong hư không chờ đợi sự tái sinh của tử thần hồn năng đang được hấp thụ nhanh chóng đồng thời cơ thể bị tổn thương của thùy họa đang hồi phục với tốc độ mà mắt thường có thể nhận thấy chiến giáp tử thần vốn bị hư hỏng cũng được sửa chữa lưỡi hái tử thần cũng bắt đầu tỏa sáng trở lại thùy họa thần sắc nghiêm túc hai mắt nhắm chặt vốn dĩ huy áp tử thần đã yếu ớt đến cùng cực đang dần trở nên mạnh hơn trong khi hồn năng bị hấp thụ không khí xung quanh ngày càng trở nên lạnh hơn chẳng bao lâu sau trên bầu trời xuất hiện tuyết bay lúc đầu chỉ là những bông tuyết nhỏ nhưng tuyết ngày dày đặc hơn chẳng bao lâu đã rơi thành một trận tuyết hoa tuyết tượng trưng cho sức mạnh của tử thần bông tuyết càng lớn và dày đặc thì sức mạnh của tử thần càng mạnh những bông tuyết rơi trên người mỗi người khuôn mặt thuần quân vẫn không thay đổi để mặc những bông tuyết rơi xuống ngạo phong lúc đầu cảm thấy có chút khó chịu nhưng rất nhanh sau đó cậu ấy đã nghiến chặt răng chịu đựng tuy nhiên khi những bông tuyết rơi lên người những kẻ vẫn còn ý thù địch với tử thần như tứ đại ác thần cùng với Tu La Vương và nhóm chiến tướng cấp cao của Thái Cổ Tiên Dân, những bông tuyết đó đã trở thành bùa chú hung ác nhất. Tiếng la hét ngày càng dữ dội, ý thù địch với thủy hỏa càng nhiều thì lời nguyền nhận được càng mạnh mẽ hơn. Cơ thể của chiến binh cấp thấp bắt đầu mục giữa, thậm chí sau khi linh hồn gào thét và bay ra khỏi cơ thể, thì vẫn không thể thoát khỏi trận tuyết dày đặc có mặt ở khắp nơi, đông cứng, vỡ tan và cuối cùng bị tiêu diệt trong trận tuyết vô tận, biến thành thành dòng năng lượng linh hồn thuần khiết. Tử thần cũng có lĩnh vực của riêng mình, từ đầu cuộc chiến đến nay, Thùy Hỏa vẫn chưa thể phát huy được sức mạnh của thần vực của mình. Mãi cho đến khi tuyết rơi dày đặc trên bầu trời, các vị thần mới thức tỉnh, hóa ra khi tử thần một chiêu diệt đại quân tu la 800 vạn không phải là sức mạnh mạnh nhất của tử thần, khi tử thần thi triển lĩnh vực tử thần mới thực sự là hóa thân của sự chết chóc. Một trận tuyết rơi dày đặc của tử thần mang theo ý muốn tiêu diệt chúng sinh, lạnh lẽo điều hưu đến cùng cực chỉ có đầu hàng mới có thể nhận được sự tha thứ của tử thần chịu đựng cơn đau tàn khốc khi băng tuyết phạt thể đồng thời nghe tiếng la hét xé nát tâm can của thuộc hạ tu la vương không còn dám trần trừ thêm một giây phút nào mà quả quyết quỳ xuống tứ đại ác thần cũng đưa ra lựa chọn tương tự việc quỳ gối này tượng trưng cho sự đoạn tuyệt của họ với thiên đạo thêm nữa là họ sẽ không bao giờ quay lại trận doanh của thiên đạo sau khi quỳ trên mặt đất bày tỏ tâm thế đầu hàng tứ đại ác thần lập tức cảm thấy toàn nhẹ bấm cảm giác đau đớn cùng cảm giác lạnh bốt xuyên thấu tâm hồn bắt đầu giảm bớt đi hành động quỳ xuống của tu la vương cùng tứ đại ác thần đã khiến tất cả các tướng lĩnh của họ cũng quỳ theo dâng lên sự trung thành với tử thần tiếng kêu thảm thiết biến mất kẻ không chịu đầu hàng đều đã bị tiêu diệt người đầu hàng thì đã quỳ trên mặt đất chờ đợi sự phán quyết của tử thần không biết đã trôi qua bao lâu thủy hỏa cuối cùng cũng mở mắt ngọn lửa đen bùng cháy mãnh liệt tất cả những thần niệm vốn đã cạn kiệt đều được phục hồi uy áp tử thần được phóng thích ra cũng không thua kém bao nhiêu so với ngạo phong và thuần quân, chỉ hơn chứ không kém. Khoan nói chứ thần thái cổ âm thầm kinh ngạc, ngay cả ngạo phong và thuần quân cũng phải ngơ ngác một phen. Hai người bọn họ, một người là hỗn độn ma trùng, một người là kiếm chi bổn nguyên, mà thái cổ tử thần lại là một thần vị mới của sau này, tại sao thần uy lại còn mạnh hơn cả họ thế này? Ta mặc dù là thần vị sau này, nhưng thế giới thái sơ sinh ra từ sự hủy diệt và chết chóc. Như thể nhìn thấu tâm tư của hai người, Thùy Họa bình tĩnh mở lời. Sau khi ôm lấy cái chết, Thùy Họa có được sự lĩnh ngộ mới về sự sống và cái chết, lần nữa thông hiểu lại ý nghĩa bất tử thực sự của tử thần. Nói xong những lời này, thần niệm Thùy Họa dao động, lưỡi hái tử thần đột nhiên vặn vẹo, cuối cùng hóa thành một con rắn đầu trắng đuôi đen. Con rắn đen trắng bay lên trời, lơ lửng trên không trong vài vòng, rồi bất ngờ cắn vào đuôi của chính mình và bắt đầu nuốt chừng. Khi đầu rắn tiếp tục nuốt chừng, cơ thể của nó dần dần rút ngắn lại, Vòng tròn hình thành trong không trung ngày một nhỏ đi. Cuối cùng, toàn bộ cơ thể rắn bị nuốt vào bụng, đầu rắn biến mất cuối cùng, hóa thành một điểm năng lượng thuần khiết, lơ lửng trên đầu ngón tay của Thủy Họa. Sau đó, cô búng tay một cái, điểm năng lượng biến thành một tia sáng, lần nữa biến thành một con rắn đầu trắng đuôi đen. Chỉ là kích thước đã thu nhỏ lại vô số lần, bay vòng vòng trên không trung rồi quay trở lại, bay vào kính hộ tâm trên chiến giáp của Thủy Họa, biến thành một phân tự khắc hình một con rắn đang nuốt chửng cái đuôi của nó. Chương 1218, bốn phương cùng xuất thế khai. Tử thần, không ngờ ngươi lại nhìn thấu bí ẩn của sự sinh tử. Tu La Vương kinh ngạc nói, thế nào là sống, thế nào lại là chết, tất cả chẳng qua chỉ là hư ảo. Ta không thua oan, từ nay về sau ta nguyện ý thần phục ngươi, dốc sức vì tử thần. Tu La Vương bày tỏ sự đầu hàng, tưởng rằng mình sẽ được tử thần tha thứ, tuy nhiên, điều này lại khiến ông ta thất vọng rồi, tử thần vẫn nhìn ông ta với vẻ mặt lạnh lùng như trước ta có thể tha thứ tội lỗi của bọn họ chỉ duy ngươi và ả à thì không thể thùy hỏa chỉ vào tứ đại ác thần mà tướng đoạn ly cùng những người khác nói tại sao chứ tu la vương tuyệt vọng hỏi thân là tử thần ta có thể tha thứ cho các ngươi vì đã xúc phạm đến tôn nghiêm của ta bởi các ngươi chịu sự sai khiến của thiên đạo tuy nhiên với tư cách là tướng phá quân của ma đạo ta buộc phải nói với các ngươi rằng tử thần có mặt từ bi nhưng phá quân không thể làm nhục Tu la vương háo sắc trước đó đã nghĩ đến việc báng bổ Thùy Hỏa, mà vợ của ông ta, ma tướng Thị Hồn cũng đã nói lời xúc phạm cô. Vì vậy, Thùy Hỏa có thể tha thứ cho bất cứ ai, chỉ duy sẽ không buông tha hai người họ. Nếu cô thực sự quên hết mọi chuyện thì cũng không sao, nhưng một câu lâm tướng quân của Ngạo Phong và Thuần Quân khiến cô nhớ lại quá khứ. Khiến cô nhận ra rằng dù cô có muốn quay lại hay không thì cô vẫn luôn là phá quân của ma đạo. Nói xong những lời này, Thuần Quân không đợi Thùy Hỏa ra lệnh đã đột nhiên đứng dậy lao về phía tu la vương như tia chớp tu la vương muốn liều mạng chống cự nhưng khắp bầu trời bị tuyết bao phủ thân thể của ông ta đã bị đóng băng chỉ có thể trơ mắt nhìn thuần quân điểm vào huyệt thần đình của mình chỉ nghe ầm ầm một tiếng huyền quan của tu la vương bị vỡ vụn sau đó cơ thể và thần hồn của ông ta cùng nhau bị tiêu hủy sau khi giết tu la vương thuần quân cũng nhanh chóng diệt cả ma tướng thị hồn sau cái chết của tu la vương huyết thần tử bổn mệnh của minh hà lão tổ đã hiện thân trên không trung Huyết thần tử này là ấn ký in sâu vào thần hồn của mọi người trong tộc tu la một khi bị tiêu diệt thì toàn bộ tộc tu la sẽ bị diệt vong trong nháy mắt ma tướng đoạn ly đã đến lúc đưa ra quyết định thùy họa nói ma tướng biết phải làm gì nói xong ma tướng đoạn ly tự mình lóc thịt cắt xương từ bỏ một thân tinh huyết biến thành một bộ khô lâu trắng tinh ông ta tự tay cắt nước sinh cơ của mình từ sống chuyển thành chết một cách sống tươi ta không sống cũng không chết từ nay trở đi ta nguyện ý đi theo tử thần trở thành chiến sĩ mạnh nhất dưới trướng của tử thần. Từ hôm nay trở đi, ta tên là kẻ bị lãng quên. Thùy Họa rất hài lòng với lời thề của ma tướng Đoan Ly, đồng thời phong ấn giọt huyết thần tử vào giữa trán ma tướng Đoan Ly, biến nó thành một vệt ấn ký hình hoa sen đẫm máu. Từ giờ trở đi, ma tướng Đoan Ly sẽ trở thành tiên phong tử vong mạnh mẽ nhất dưới trướng tử thần. Ông ta không còn lựa chọn nào khác, nếu không chọn trở thành kẻ bị lãng quên, vậy thì toàn bộ tộc Tu La sẽ bị chôn vùi cùng với huyết thần tử bổn mệnh. Sau khi Thùy Họa dùng phương pháp đanh thép để giải quyết sự việc của tộc Tu La, cô lạnh lùng nhìn tứ đại ác thần. Không đợi Thùy Họa phân phó, tứ đại ác thần bắt đầu dùng thần hồn tuyên thệ, bày tỏ nguyện vọng trở thành thành viên trong đại quân của tử thần, phục vụ tử thần đến hết cuộc đời. Thùy Họa không ra lệnh cho bọn họ cắt đứt sinh mệnh giống như ma tướng Đoạn Ly, bọn họ là thần linh cấp cao, thần thông và sinh mệnh liên kết chặt chẽ không thể tách rời, nếu cắt đứt sinh cơ, bọn họ sẽ mất đi nguồn gốc của lực chiến. Mặc dù ma tướng đoạn ly cũng mất đi phần lớn lực chiến, nhưng được huyết thần tử bổn mệnh hoàn toàn bù đắp lại. Trong trận chiến này, đại quân tà sát 400 vạn và 800 vạn đại quân tu la đều bị tiêu diệt, thùy họa được thăng cấp thần cách, lĩnh ngộ được ý nghĩa thực sự của sự bất tử của tử thần, chiêu một tứ đại ác thần, ma tướng đoạn ly và các chiến tướng cấp cao. Sau đó, thùy họa dẫn mọi người và thuần quân trở lại băng xương bảo lũy, chờ đợi sự xuất hiện của đại quân ma giới và thần giới. Về phần ngạo phong, cậu ấy đã đọa ma và không thể đi cùng Thùy Họa, bí mật ẩn nấp trong vực thẳm tối tăm của vũ trụ, theo dõi nhất cử nhất động của băng sương bảo lũy. Sau một trận chiến với tử thần, thiên đạo nổi cơn thịnh nộ, không ngần ngại đánh mất năng lượng sống của bản thân để thoát khỏi nhân quả của nhân gian. Côn ở biển Bắc Minh phát giác ra rằng thiên đạo đã thoát khỏi rắc rối, lập tức biến thành phàm nhân để tìm tung tích của thiên đạo. Mà tôi sau khi gặp mặt nữ đế, cùng cô ấy song hành quay lại nhân gian, trong biển người bao là tìm kiếm thiên đạo do tổn thất năng lượng nên tạm thời không thể trở về hư không. Cùng lúc đó, nhập thế còn có Trương Đạo Lăng, Tạ Lưu Vân, V, V. Vợ chồng công chúa Đắc Kiều của tiên đạo, cửu thiên đáng ma tổ sư. Châu Khất Âm Ti lần nữa chiêu mộ quân đội, nữ oa của oa hoàng cung lại tế cờ chiêu yêu. Đế Thích Thiên, Thiên Tôn và những người khác dẫn đầu đại quân Thái Cổ Tiên Dân đóng quân ở hai bên thiên hà và chờ đợi sự gia nhập đội quân của Thâm Nguyên. Cảm nhận được tiếng gọi của thiên đạo, tứ linh bạch hổ, thanh long, chu tước và huyền vũ cùng nhau bay ra khỏi vòng xoáy của vực thẳm vũ trụ và lẻn vào nhân gian. Đối thủ của tứ linh thần thú chỉ có một, đó chính là côn của biển Bắc Minh. chương 1219, vây khốn tại nhân gian 1. Từ cuối thời mạt Pháp cho đến ngày nay, cục diện nhân gian đã có những thay đổi chấn động. Từ việc không bao giờ tin vào quỷ thần, lấy dân làm gốc, đến việc nói về ma quỷ, khiến người ta trở nên hoảng sợ bất an, mất đi tôn nghiêm của loài người. Cổ địa trong nhân gian lần lượt xuất thế, trong đạo môn lại liên tiếp xảy đến những trận tranh giành kinh thiên động địa, càng khiến người phàm một phen kinh hồn bạt vía, không biết nên làm thế nào cho phải. Em mờ thả những ác quỷ trong địa ngục hoàn hương, quỷ khí bao trùm nhân gian, gây họa khắp trốn. Mặc dù sau đó bị tạo ẩn và đám đệ tử ma đạo cưỡng ép tiêu diệt, nhưng nỗi sợ hãi còn động lại trong lòng nhân loại trong nhiều năm vẫn thể chưa tiêu tan. Mặc dù nhân gian của bây giờ bề ngoài có vẻ như đã lấy lại được sự ổn định, nhưng lòng người vẫn luôn trong trạng thái căng thẳng tột độ. Lo lắng về những tai họa do ma quỷ gây ra, lo lắng về thảm họa diệt vong sắp xảy đến. Mặc dù chư thiên ngã xuống như dạ, thậm chí Ngọc Hoàng Đại Đế cũng đã về với đất trời nhưng hương hỏa trong miếu vẫn không hề suy giảm. Không chỉ các đạo quán phát triển hưng thịnh, mà các học viện tu hành do tạo ẩn giám sát cũng nở rộ khắp nơi, dạy dỗ chúng sinh cách tu hành, đồng thời giúp họ củng cố niềm tin vào sự tồn tại của con người giữa trời và đất. Tục ngữ có câu, cầu người chi bằng cầu chính mình, mục đích của học viện tu hành chính là xây dựng lại sự tự tin căn bản của con người. Không biết có bao nhiêu phàm phu tục tử tiến vào học viện, tốc độ phát triển nhanh đến mức vượt xa quy mô phát triển tín đồ của nhân, tiên hai đạo. Nếu có thể tiếp tục phát triển theo tình hình hiện tại, thì khí số của nhân tộc nhất định sẽ tăng lên đều đặn. Khi đó rất có thể thời mạt Pháp sẽ xuất hiện trở lại. Ấy mà, thiên đạo đã thoát khỏi xiềng xích nhân gian, tai họa thế gian sắp sửa ập đến. Nhân gian, Kim Lăng. Kim Lăng từ xưa đã là nơi phồn hoa, với bầu không khí văn hóa phong phú và là trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa của nhân loại. Đồng thời đây cũng là thành phố tiêu biểu cho nền văn hóa cổ điển và văn hóa tao nhã của nhân loại, có lịch sử văn minh hơn 7.000 năm. Kim Lăng của ngày nay tuy thịnh vượng đã giảm, bầu không khí hiện đại nơi đây đã khơi dậy xu hướng phong cách phục cổ. Điều này đặc biệt nổi bật khi hai bên bờ sông Tần Hoài, người mặc vest và giày da rất hiếm trong số dòng người đến và đi, thay vào đó thì hán phục và đường phục rất dễ bắt gặp. Văn nhân, nhà thơ thích đến đây, người tu hành cùng người trong đạo môn cũng thích đến nơi này, đạo bào, pháp y sao có thể được trông thấy ở khắp mọi nơi. Nếu như ở thời mạt pháp trước đây, những bộ trang phục này có thể gọi là kỳ trang dị phục, thì bây giờ cũng không có ai chỉ trích gì nữa. Sao y phục khi làm phép? Những trận chiến chấn động giữa các thiên tôn tuy không trực tiếp đánh bại lòng tự tôn được thiết lập trên công nghệ, khoa học hiện đại của loài người, nhưng cũng đủ khiến họ bắt đầu tìm tòi đạo tu hành, cách thức tu hành. Trong nhân gian ngày nay, thần thông và công nghệ cùng tồn tại, có thể nhìn thấy những chiếc xe thể thao sang trọng ở những thành phố nhộn nhịp, cũng có thể trông thấy những đạo sĩ mang theo pháp kiếm của trai chám đi trên phố. Ở góc độ sinh tồn mà nói, đây là thời đại tồi tệ nhất, vì họa diệt thế sắp đến. Từ góc độ văn hóa mà xét, thì đây lại là thời đại tốt nhất. Bởi vì công nghệ và thần thông cùng tồn tại nên quỷ thần cùng tồn tại với con người nếu có thể song hành cùng nhau, chắc chắn tương lai của nhân tộc sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Tu hành có thể chữa khỏi bệnh tật, kéo dài tuổi thọ, bồi bổ cơ thể, đồng thời cũng có thể giải thoát con người khỏi gông cùng của dục vọng, giảm bớt những hành vi tà ác. Những tiện ích công nghệ mang lại cho loài người từ lâu đã ăn sâu vào lối sống, ảnh hưởng đến nhu cầu thiết yếu hàng ngày. Có một nơi thánh địa câu cá ở Kim Lăng, Điếu Long Đài. Theo truyền thuyết kể, từng có người bắt được một con chân long ở đây. Thực ra việc câu rồng là giả, phần lớn là câu cá chép dưới sông bởi người xưa thường nói cá chép hóa rồng trước khi thời đại mặt pháp tìm được điếu long đài là rất khó ngàn vàng cũng chẳng dễ những người tới đây câu cá đều là giới thương buôn và chức sắc của kim lăng điếu long đài của hôm nay vắng vẻ thanh tịnh chỉ có vài ông già đang câu cá đến độ tuổi của họ cuộc đời chỉ còn lại hồi ức vì chỉ còn lại ký ức nên việc thiên đạo hủy diệt thế giới cũng không mấy liên quan gì đến họ nữa nhìn rộng ra thì thế giới vẫn là thế giới của năm xưa tháng cũ ít nhất thì khi câu cá, vẫn sử dụng kỹ thuật của trước đây, mà cá chép ở sông Tần Hoài vẫn xảo quyệt như trước, khó câu được. Hôm nay, Điếu Long Đài có thêm sự xuất hiện của một người đàn ông trung niên, thân mặc một bộ đồ đen, cầm một chiếc ô màu đen, thân sắc của người này dường như bị mây mù bao phủ, không thể nhìn rõ, nhưng đôi mắt sâu thẳm lại chứa đựng sự xuyên thấu lòng người, khiến người nhìn cũng thấy sợ. Người đàn ông trung niên đặt chiếc ô đen xuống, rút cần câu sau lưng ra và bắt đầu câu cá. Trên cần câu có dây câu và lưới câu, nhưng không có mồi, dường như người đàn ông trung niên đã quên mất mồi, cũng dường như ông ta không hề có ý định làm như vậy. Người quên gắn mồi rồi, người đánh cá ở bên cạnh có nhã y nhắc nhở. Ồ, người trung niên hừ nhẹ một hơi, nhưng cũng không gắn mồi câu. Nếu như người quên mang theo, có thể dùng của ta, cá chép ở sông Tần Hoài không phải dạng khó câu bình thường, ta ở đây câu cá đã 30 năm, đã đặc biệt chuẩn bị loại mồi chuyên dụng. Nói đến đây, người câu cá lộ vẻ mặt đắc ý bản thân ta cũng có mồi câu chỉ là không biết nên dùng loại nào người đàn ông trung niên bình tĩnh đáp loại mồi gì thế có thể cho ta xem một chút không người đàn ông trung niên vươn tay lấy ra một bình xứ màu đen sau đó đổ ra tay bốn viên thuốc màu sắc khác nhau những viên thuốc này tỏa ra mùi thơm lạ trong suốt như pha lê trông như viên ngọc hoàn hảo ông lão không khỏi nuốt nước bọt hỏi người định dùng cái này để câu cá à ừ hay là ông cho ta ý kiến xem cái nào phù hợp Người có thể thử viên màu đỏ. chương 1220, vây khốn tại nhân gian 2. Được, người đàn ông trung niên giữ lại viên màu đỏ, cho ba viên thuốc còn lại vào lọ sứ rồi đặt xuống đất. Sau đó ông ta dơ cần câu lên, treo viên thuốc màu đỏ lên cần câu rồi vung xuống. Ngay khi viên thuốc chìm vào nước, mặt nước lập tức bắt đầu hỗn loạn. Trong thời gian ngắn, vô số cá chép biên cuồng bơi về phía điếu long đài, dày đặc đến mức không thể đếm nổi nước sông trong xanh những chú cá chép đủ màu sắc rực rỡ hàng ngàn con cá chép bơi quanh như những bông hoa rực rỡ sắc màu điều kỳ lạ là đàn cá chép tuy lao tới điên cuồng là vậy nhưng khi đến gần mồi thì chúng đều tránh né không dám vượt qua dù chỉ một chút chỉ bơi quanh dây câu của người đàn ông trung niên vừa bơi vòng quanh vừa thi thoảng nhảy lên khỏi mặt nước khi nhảy lên khỏi mặt nước đầu của những con cá chép đều hướng về phía người đàn ông trung niên như đang hỏi thăm cảnh tượng kỳ lạ này ngay lập tức khiến một số người câu cá có mặt vô cùng kinh ngạc họ nhìn người đàn ông trung niên như thể nhìn thấy ma đặc biệt là ông lão đang nói chuyện với người đàn ông trung niên phản ứng lại càng mạnh mẽ hơn khi người đàn ông trung niên đổ ra bốn viên thuốc ông ta đã mơ hồ đoán được những viên thuốc đó chắc chắn không phải là mồi câu cá có lẽ chúng còn quý giá hơn cả những viên tiên đan linh dược bình thường lúc này nhìn thấy những con cá chép từ cả dòng sông tụ tập về đây điều này càng củng cố thêm suy nghĩ trong lòng nghĩ vậy ông lão câu cá quỷ dạp trên mặt đất, mở lời xin thượng tiên tha tội. Ông lão xin đứng dậy, ông nào có tội tình gì? Lão hủ có mặt không chồng, không nhận ra được thượng tiên, lời nói đường đột, xin thượng tiên đừng trách cứ. Ta không trách ông, ngược lại còn muốn cảm ơn ông đã giúp ta đưa ra lựa chọn, lựa chọn của ông liên quan trực tiếp đến sự sống chết của nhân loại. Người đàn ông trung niên nói, à, ừm, thượng tiên nói vậy là có ý gì? Ta có bốn viên thuốc câu rồng, có thể bắt được bốn con chân long. Rồng đen là giết, rồng lục là ẩn náu, rồng đỏ là sống, rồng lam là chết. Cái ông chọn là rồng đỏ, có nghĩa là khi nhân loại gặp họa diệt thế sẽ có thêm tia khát vọng sống. Nói xong, người đàn ông Trung niên giơ tay chỉ vào một con cá chép đang ẩn nấp dưới đáy nước. Khoảnh khắc tiếp theo, con cá chép đó vui sướng nhảy khỏi mặt nước, nhảy lên cao vài trượng, rồi lại chìm xuống nước và nuốt viên thuốc câu rồng màu đỏ do người đàn ông Trung niên treo trên lưới câu. Sau khi nuốt viên thuốc những con cá chép xung quanh đã nhanh chóng bơi xa khỏi nó nước sông gợn sóng quanh con cá chép nuốt viên thuốc dần dần tạo thành xoáy nước vòng xoáy quay ngày một nhanh hơn hấp thụ ngày càng nhiều nước sông cùng với sự quay vòng của xoáy nước thiên tưởng cũng có sự thay đổi mưa gió ập đến sấm chấp lóe lên du khách hai bên sông vội vã bỏ chạy về nhà mấy người câu cá run rẩy quỳ bên cạnh người đàn ông trung niên vì trong khoảng cách năm trượng xung quanh người đàn ông trung niên không rơi bất cứ giọt nước mưa nào mắt nhìn dòng sông bị xoáy nước không ngừng nuốt chừng, như thể muốn hút hết nước trong sông Tần Hoài trong một hơi, người đàn ông trung niên khẽ cau mày, nhẹ nhàng nói hai chữ, đủ rồi. Nói xong, vòng xoáy lập tức dừng lại, ngay sau đó, một tiếng rồng gầm rất lớn phát ra từ nơi sâu của dòng sông. Khoảnh khắc tiếp theo, một con rồng đỏ khổng lồ dài hàng chục trượt, toàn thân một màu đỏ như máu bay lên không trung. Rồng đỏ, tràn đầy huyết khí, sinh cơ dồi dào, tỏa sáng rực rỡ chứng kiến sự xuất thế của con chân long người đi đường đều quỳ xuống không dám ngước lên con rồng đỏ bay lượn trên bầu trời người đàn ông trung niên chỉ ngón tay về phía tây con rồng đỏ lập tức bay về phía tây và nhanh chóng biến mất trong đám mây con rồng đỏ trốn mất bầu trời trở nên trong xanh trở lại nước sông tần hoài cũng trở lại sự bình lặng vốn có nhưng không biết lũ cá chép thông linh dưới sông sẽ bồn bã đến bao giờ vì đã bỏ lỡ cơ hội ngày hôm nay thượng tiên nó đã đi đâu rồi Ông lão sau khi tỉnh lại hỏi, Ly Sơn, lang mộ tần hoàng, ông lão còn muốn hỏi thêm câu gì đó, nhưng khi ông ta ngẩng đầu lên lần nữa, người đàn ông trung niên đã biến mất. Ly Sơn, tạo ẩn ngồi trên đỉnh núi thiền định, cờ cửu lê đã bị phá hủy, giờ đây người duy nhất có thể cảm nhận được sự thay đổi trong khí số nhân tộc chỉ có dòng máu si vưu trong cơ thể cô. Huyết mạch của cô và khí số nhân tộc có thể hình thành nên một số liên kết một cách vô thức, loại cảm giác này chỉ rõ ràng nhất khi ở Ly Sơn nhân gian bị sự khủng hoảng bao trùm, như trời yên biển lặng trước cơn bão. Sau khi trở về quy khư, tôi yêu cầu Tạ Uẩn trở lại Ly Sơn và tiếp tục tỏa trấn nhân gian. Đột nhiên, Tạ Uẩn mở mắt ra, đứng dậy và rút kiếm. Đao thiên địa giao tranh em mờ dương lưỡng đoạn của Tạ Uẩn đã được cô luyện tập đến cực điểm, một đao quy nguyên tịch tà cuối cùng, có thể chảm được thái cổ thần ma. Động tĩnh nơi xa càng lúc càng lớn, mây mù nhuộm chút huyết sắc. Rồng từ mây, hổ từ gió, Tạ Uẩn cảm nhận được khí thức của chân long, nhưng không thể đoán định được con chân long này đến từ đâu và vì cái gì mà đến. Chân long thuộc quyền quản lý của thiên đình, lẽ nào là tiên đạo cử người đến sao? Kẻ nào xông vào ly sơn, nhìn thấy từ xa xuất hiện một con rồng đỏ, tạo ẩn hét lớn một tiếng. Con rồng đỏ vừa mới hóa rồng không lâu, không thể mở miệng nói được, đương nhiên không thể trả lời cô. Mở miệng và phun ra thứ gì đó về phía tạo ẩn, là viên long châu bổn mệnh của rồng đỏ. Hiến ra long châu, lại không có sát khí, tạo ẩn gỡ bỏ sự cảnh giác và đưa tay đón lấy nó. Long châu rồng đỏ tỏa sáng ngời người, huyết sắc nồng đậm, vừa đón lấy được, tạo ẩn đã cảm nhận được sức mạnh sinh mệnh mạnh mẽ và vô tận ẩn chứa trong long châu. Ngay lúc cô còn đang bối rối, trong long châu phát ra một luồng thần niệm truyền âm. Chương 1221, thương thế của đạo đức một. Sau khi rời khỏi Kim Lăng, người đàn ông trung niên một mạch đi về hướng tây. Ông ta đi không nhanh, bước đi của ông ta thậm chí còn chậm hơn vài nhịp so với người đi bộ trên đường, nhưng mỗi bước ông ta bước đi dường như có sức mạnh xé toạc không gian, thu ngắn từng tấc đất, đất lại. Trong phố xá nhộn nhịp thì một bước dài vài trượng, ở ngoại ô thì một bước dài hơn cả trăm, ngàn trượng. Tuy nhiên, ngay cả người trung niên đã đi xa nơi phố thị, cách xa cả ngoại ô thì cũng không ngự không phi hành. Thực ra, trong xã hội hiện đại, con người đã quen với việc nhìn thấy các nhà tu hành nhanh đến rồi nhanh đi, lý do khiến người trung niên không ngự không đi gấp không phải không muốn mà là không thể. Côn bằng một ngày chuyển mình, có thể bay xa chín vạn dặm. Người đàn ông trung niên không thể bay là bởi vì côn vẫn chưa tìm được cơ duyên hóa thân thành bằng. Dù ông ấy thần thông lợi hại đến đâu, chỉ cần không có được cơ duyên hóa bằng, cả đời cũng sẽ không thể ngự không phi hành. Đây là khuyết điểm lớn nhất của ông ấy, điểm yếu lớn nhất của ông ấy. Giả dụ như côn đã hóa bằng, thì pháp tắc thiên đạo làm sao trói buộc được ông ấy, thì ông ấy cần gì ẩn náu ở biển bắc minh tồn tại qua hàng ngàn năm như vậy côn bước đi khắp nơi nhìn ngắm khói lửa nhân gian không lưu luyến cũng không cảm khái mọi thăng trầm được mất của sự sống đối với ông chỉ là chuyện thoáng qua trong vô số ngàn năm qua ông đã nhìn thấu tất cả so với sự thịnh vượng hiện tại của nhân gian ông thà hoài niệm người đàn ông tên cung công đã đâm vào núi bất chu thánh nữ thủy tộc liễu yên thạch từng nói tình này chân thành có thể mở cả vàng đá hơn cả thiên ngôn vạn ngữ trong nhân gian. Côn một mạch đi về phía tây, không một khắc ngừng bước. Nếu như đã rời khỏi biển Bắc Minh, ông phải đi đến nơi cao hơn. Côn Lôn là ngọn núi cao nhất, ông ấy trèo lên đỉnh ngọn núi Côn Lôn, nhìn bầu trời với khoảng cách gần mình nhất. Côn Lôn hiện tại thuộc quyền quản lý của nhân gian, tiên đạo đã mất tổ đình Côn Lôn đồng thời cũng mất đi một nửa giang sơn ở nhân gian, những chủ lực tinh nhuệ hiện giờ của tiên đạo đều ở trên thiên giới. Tuy nhân đạo chiếm giữ Côn Lôn, nhưng vì côn lôn là đạo trường cố hữu của tiên đạo nên dù tổ đình đã bị tiêu diệt nhưng linh khí thuộc về tiên đạo vẫn rất dày đặc tây vương mẫu sau khi chấp trưởng côn lôn đã không lập tức truyền thụ giáo lý giúp nhân đạo mở rộng đạo trường mà đã chọn một động phủ nằm sâu trong núi côn lôn thanh tu tổ đình vốn có của tiên đạo đã trở thành đống đổ nát nhân đạo cũng không ngay lập tức trùng tu trở lại thiên đạo đã thoát khỏi nhân quả tai họa diệt thế sắp sửa ập đến cái gọi là tranh đấu đạo môn trận chiến phong thần cũng bị nhân tiên hai đạo sớm xem nhẹ rồi. Cuộc đấu tranh sinh tử ngày cũ dường như chẳng khác gì một trò cười trong hôm nay. Nói cách khác thì chẳng khác nào nuốt nước mắt diễn một tuồng kịch bi thương cho thiên đạo xem cả. Tuy nhiên, côn lôn của hôm nay có rất nhiều người đến. Tạ Lưu Vân, Trương Đạo Lăng, Đông Vương Công, Tây Vương Mẫu, Ngũ Nhạc Đại Đế, Tứ Phương Nguyên Soái, Ngũ Phương Ngũ Lão, Ngũ Khí Trân Quân. Những thần linh thiên tôn có máu mặt trong nhân gian đều xuất hiện cả đi đầu là cậu tiên đồng dưới trướng của đạo đức thiên tôn, một người tay dắt bò, người kia cầm đạo đức kinh. Tất cả mọi người đều mặc quần áo màu trắng, phong tiêu tiêu hề, dịch thủy hàn sao, y quan màu trắng còn thê lương hơn cả tuyết. Sao gió thổi hưu hắt, nước sông dịch lạnh, tuyết ở côn lôn từng nhuộm đỏ bởi sự bi tráng của các đệ tử tiên đạo, nay lại trở về màu trắng xóa. Tuyết trắng, áo trắng, bạch nhật bi ca, cách đây vài ngày, thọ nguyên của đạo đức thiên tôn đã đến điểm kết thúc. Côn Lôn là trận chiến cuối cùng trước khi thần niệm của ông ta tiêu tan hết, chuyến du hành nhân gian kết thúc. Sở dĩ đến Côn Luân là vì vào một đêm tuyết rơi cách đây rất lâu, ông ấy, mà đạo tổ sư và Ngọc Hoàng Đại Đế cùng luận đạo trong một đêm tuyết rơi ở Côn Lôn. Nội dung cuộc thảo luận giữa ba người họ giờ đây cũng không ai biết đến, trong đạo tàng cũng không đề cập đến lần luận đạo này. Trên lưng thanh như tựa hồ không có ai, nhưng nếu dùng chút thần niệm để cảm nhận, thì có thể thấy được một thân ảnh mơ hồ bất cứ lúc nào cũng có thể bị tan biến. Bóng ảnh này chính là một tia thần niệm cuối cùng mà đạo đức thiên tôn lưu lại trong nhân gian hóa thành. Ma đạo tổ sư đã chết cách đây 3.000 năm, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng đã ngã xuống vào cuối thời đại mặt Pháp, trong ba đạo của đạo môn, chỉ còn lại một mình đạo đức thiên tôn sống thêm mấy chục năm này. Trong ba vị tổ sư, đạo đức thiên tôn là người giỏi thu mình và chờ thời nhất. Có thể đề xuất ra triết lý vô vi nhi chỉ cũng đủ thấy được đạo dưỡng sinh của ông. Trước đây trong quá khứ, ông ta chưa từng nghịch ý thiên đạo lấy một lần, không giống như ma đạo tổ sư kiêu ngạo khó dạy bảo, cũng không giã tâm hừng hực như Ngọc Hoàng Đại Đế, đạo đức thiên tôn cứ thế an nhiên tồn tại. Vậy nên, ngay cả thiên đạo cũng tin rằng đạo đức thiên tôn sẽ không bao giờ phản bội ông ta. Thế nhưng, thiên đạo đã sai rồi. Rất lâu từ trước đó, vào đêm tuyết rơi, đạo đức thiên tôn đã đưa ra lựa chọn cho nhân đạo. Trường 1222, Thương Thế của Đạo Đức hai Lựa chọn này không phải vô vi nhi trị, không làm gì, xem nhẹ sống chết của nhân gian, mà là thực sự quan tâm đến muôn dân thiên hạ, vì chúng sinh mà tuyên chiến với thiên đạo. Thật ra đạo đức thiên tôn vẫn có thể kiên trì thêm một khoảng thời gian nữa, thậm chí nếu không ngoài ý muốn, ông vẫn có thể kiên trì đến lúc chính thức tuyên chiến với thiên đạo. Tuy nhiên, sự thất bại của Lữ Thuần Dương ở Thái Cổ thần giới và sự lựa chọn cuối cùng của ông ta, khiến đạo đức thiên tôn đau lòng và hối hận đến cực điểm, cũng vì thế mà tâm trạng suy sụp. Sau khi Lữ Thuần Dương bị phá hủy thần cách ở Thái Cổ thần giới, Ông ta không quay trở lại nhân gian mà thay vào đó, ông cảm nhận được lời kêu gọi của Thiên đạo, không chút hối hận nào mà gia nhập vào trận doanh Thiên đạo. Thiên đạo vốn bị mắc kẹt trong nhân quả nhân gian và không thể thoát ra được, nhưng trong hư không vũ trụ vẫn còn bóng ảnh của ông ta kiểm soát mọi thứ. Sau khi tôi trở về, Khương Tuyết Dương cũng nói với tôi, hoặc là đừng tiêu diệt thần cách của ông ta, hoặc là đừng để ông ta còn sống mà rời đi. Thân là kiếm thần, trong lòng Lữ Thuần Dương vẫn còn nhân gian và nhân đạo, nhưng sau khi mất đi thần cách Lữ Thuần Dương chỉ có thể là một thanh kiếm, một thanh kiếm mà thiên đạo nắm chui. Không ai biết thanh kiếm này uy lực đến mức nào, nhưng nếu có thể được thiên đạo sử dụng làm kiếm, nó chắc chắn là sát khí hạng nhất trong khắp đất trời. Sự phản bội của Lữ Thuần Dương khiến đạo đức thiên tôn thương tâm tột cùng. Sau khi suy sụp tinh thần, Thọ Nguyên cũng bị ảnh hưởng. Mấy ngày trước, sinh cơ cạn kiệt, tàn hồn dần tan biến trong đất trời. Hôm nay đến Côn Lôn là tia tàn hồn còn sót lại của ông ấy, mà thứ ông muốn truy đuổi chính là đêm tuyết hôm đó. Côn lôn, vách đá ngọc thụ. Ngọc thụ đã già từ lâu, sau lại bị phá hủy hoàn toàn trong trận tổ đình côn lôn, bị tuyết trắng chôn vùi. Thanh Nhiêu dừng lại trước ngọc thụ, tàn hồn của đạo đức thiên tôn từ trên lưng Thanh Nhiêu trượt xuống, ngồi xổm trên mặt đất, vươn những ngón tay trong suốt ra, cố gắng tìm kiếm thứ gì đó từ trong đống tuyết. Đáng tiếc, năng lượng của ông ấy quá yếu ớt, dùng hết sức lực cũng không thể di chuyển được mấy cụm tuyết. Tạ Lưu Vân một thân bạch y bước tới, theo sự chỉ dẫn của đạo đức thiên tôn đẩy những bông tuyết sang một bên và tìm thấy một nhánh ngọc thụ gãy ông cầm nó trong tay ngọc già sẽ có màu xanh sấm còn khi ngọc chết thì chuyển màu đen nhánh ngọc này đầy những vết nứt đen như mực vẻ rực rỡ và bắt mắt của ngọc không có lấy một chút nhìn cành ngọc trong tay lại nhìn tàn hồn hư ảnh của đạo đức thiên tôn tạ lưu vân trong lòng cảm thấy vô cùng bi thương ngọc thụ này đối ông ấy mà nói rất có tình cảm ấy thế tình cảm này chỉ còn lại trong ký ức chỉ là phút chốc thấy hụt hắng. Một khắc bi thương, tạ Lưu Vân liền nghĩ đến giao trì cung chủ. Dù sau này hai người vẫn gặp nhau vài lần, nhất là có một lần có cơ hội ở riêng trên vực trả hồn, nhưng lại mãi mãi trở thành người xa lạ. Ngày trước, siềng xích là thân phận của họ, nhân, tiên bất sung. Giờ đây, mặc dù rào cản giữa nhân, tiên đã tan biến nhưng tâm trạng của họ đều đã thay đổi. Đương thì minh nguyệt tại, tăng chiếu Thái Vân quy. Sao, sao năm xưa trang sáng còn, từng dọi Thái Vân về trăng vẫn là trăng khi xưa người thì đã không còn là người lúc cũ nữa vật xưa còn nhưng người đã khác lưu vân năm đó khi ta đến côn lôn ngọc thụ vừa mới lớn mạt lăng khi đó còn trẻ khỏe ngọc hoàng đã thể hiện bá khí đế vương của mình thời gian trôi qua năm tháng như thoi đưa ai có thể ngờ rằng người sống sót đến cuối cùng lại là một ông già như ta đây chứ đạo đức thiên tôn nói đạo tổ mà đạo tổ sư lúc trẻ có phong thái như thế nào vậy tạ lưu vân hỏi hắn à ha ha chẳng giống tạ lan chút nào tại sao tạ lan tình căn sâu đậm mạt lăng tuy cũng si tình như thế nhưng tính tình lại lãnh đạm không nhiệt tình như tạ lan có lẽ là vì ông ta không có trái tim không phải là bởi vì bọn họ trời sinh có tính cách khác nhau lưu vân cuộc đời cô đơn như tuyết ta từng nghĩ làm người cần phải có khả năng chịu đựng sự lạnh lẽo và cô đơn nhưng bây giờ ta lại cảm thấy làm người vẫn là phải nhiệt tình thì tốt hơn bởi vì nhiệt tình có thể khiến những người xung quanh cảm nhận được sự ấm áp đạo tổ lưu vân đã nhớ kỹ rồi sau khi ta đi nhân đạo giao lại cho con nếu sau này con có gặp thuần dương hãy nhớ giúp ta hỏi hắn một câu hỏi huynh ấy cái gì hỏi xem nó có hối hận với lựa chọn của ngày hôm nay không nói xong đạo đức thiên tôn từ vách băng bước đi bóng hình lơ lửng trên bầu trời rơi xuống cùng với những bông tuyết dần dần bóng ảnh ngày càng nhạt đi như thể nó đã hòa vào những bông tuyết không thể phân biệt sự tồn tại giữa chúng nữa. Tạ Lưu Vân ngơ ngác nhìn tuyết ngoài vách băng, cho đến khi cành ngọc trong tay ông ta lặng yên vỡ vụn. Ngay sau đó, một giọng nói từ cờ chiêu hồn của Nhân Đạo vang lên, nhanh chóng truyền khắp tam giới nhân gian, Nhân Đạo, Đạo Đức Thiên Tôn đã chết. Khi tin Đạo Đức Thiên Tôn qua đời truyền đi, tôi và cửu u nữ đế đang tìm kiếm dấu vết của Thiên Đạo ở vùng đất cổ Thục Sơn, bốn cổ địa là nơi bị Thiên Đạo phong ấn. Khi Thiên Đạo thoát khỏi vây khốn, năng lượng bị tổn hại cần phải thu thập lại năng lượng đã mất từ bốn vùng đất cổ. Đột nhiên nghe được thanh âm thông báo này, tôi và nữ đế đều sửng sốt không nói nên lời. Hướng về phía tây trầm mặc hồi lâu, sau đó mỗi người đều niệm, phúc sinh vô lượng thiên tôn. Mà đạo tổ sư đã không còn, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng mất, hiện giờ, tổ sư cuối cùng của đạo môn là đạo đức thiên tôn cũng thân hóa hy di, trở về với thiên địa. Quỷ thần minh minh, tự tư tự lượng, chương 1223, thiên đạo ở phía tây. Cái chết của đạo đức Thiên Tôn đã gây tổn thất nghiêm trọng tới niềm tin của tam giới trong nhân gian. Thiên đạo đã thoát khỏi kiếp nạn nhân quả, nhân gian bị nguy cơ trùng trùng vây khốn, đạo đức Thiên Tôn là một trong số ít những người cầm trịch, cái chết của ông ấy là một tổn thất vô cùng lớn đối với không chỉ đạo môn mà thậm chí là khắp cả nhân gian. Thời khắc Ngọc Hoàng Đại Đế vẫn lạc, khắp đất trời đều bao trùm trong đau thương, đạo đức Thiên Tôn cũng vậy. Đạo quan khắp nơi đều vang lên tiếng khóc, hàm cốc quan người người trách nỗi ly biệt quá đau thương. Ngày hôm sau, nhân đạo tại hàm cốc quan vì tiến biệt đạo đức thiên tôn cửu long kéo quan lại một lần nữa xuất hiện nơi chân trời sau đó dần dần biến mất trong hư không thăm thẳm nữ đế và tôi bận truy tìm tung tích của thiên đạo nên không thể đích thân tới hàm cốc quan mạnh bà thiên tôn thay mặt nữ đế còn tuyết dương thay mặt tôi tới tiến đưa đạo đức thiên tôn một trạng cuối cùng tạ lan đại diện nhân tộc tế bái đạo đức thiên tôn phu thê đắc kiều công chúa từ thiên đình tới nhân gian cùng một lúc thay mặt cho tiên đạo tới tiễn biệt khiến người ta bất ngờ ấy là bắc âm đại đế châu khất thế nhưng lại phái tứ đại phán quan đến tế bái đạo đức thiên tôn nữ đế bệ hạ thái độ của châu khất là sao vậy tôi hỏi âm ty thuộc nhân gian tam giới thiên đạo diệt giới âm ty cũng phải ứng kiếp châu khất dù gì cũng phải vì âm ty tính toán một chút không thể khiến mọi chuyện rơi vào cảnh chẳng có đường lui nữ đế đáp châu khất còn có thể quay đầu hay sao tôi nghĩ một hồi bèn nói hai cô trước giờ vẫn chưa thể nhìn thấu con người này mọi chuyện hắn làm trong quá khứ cũng chưa có gì gọi là vượt quá phạm vi cuộc chiến phong thần của tam giới đành xem hắn ta cuối cùng lựa chọn thế nào trong cuộc chiến với thiên đạo vậy nếu như hắn vẫn cứ khăng khăng mê muội không chịu tỉnh ngộ cô nhất định sẽ tự tay giết hắn tất cả những gì châu khất đã làm trong quá khứ bao gồm việc tấn công quy khư hay là chuyện thả ác quỷ lên dương gian đều nằm trong phạm vi cuộc chiến phong thần ông ta và nữ oa không giống nhau nữ oa mới thực sự là kẻ thay trời hành đạo gây hỏa loạn cho nhân gian thế nhưng châu khất khi hành động lại không đuổi cùng giết tận như bà ta. Nữ oa dụng binh đều là cửa thú tinh không và thiên ma ngoại vực đến từ vũ trụ hư không, chỉ dựa vào một điểm này đã không thể nào gột sạch lập trường và thân phận của bà ta. Mà châu khất dụng binh, bất luận là ác quỷ hay vong hồn thì cũng đều nằm trong lục đạo luân hồi. Cuộc chiến phong thần vốn dĩ là cuộc phân tranh giữa tam giới lục đạo, ma đạo, nhân đạo, tiên đạo đều vì bản thân mà tham chiến. Sát phạt lẫn nhau, tất cả những chuyện này đều nằm trong phạm vi cuộc chiến, ai cũng không thể chỉ trích được ai. Từ điểm này mà nói, Châu Khất hãy còn có khả năng quay đầu, chỉ là phải xem cuối cùng ông ta sẽ lựa chọn thế nào. Cổ Địa Thục Sơn không có dấu vết của Thiên Đạo, tiếp theo đó tôi và nữ đế lại tới Cổ Địa Long Môn, Miêu Cương và Hạ Lan Sơn, thế nhưng đều không thể tìm được tung tích của Thiên Đạo cũng như năng lượng còn sót lại của ông ta tại bốn cổ địa này. Một chút tiến triển cũng không có. Ngày hôm đó hai chúng tôi tới Kim Lăng lại nghe được chút lời đồn về điếu long thân phận của vị trung niên này khỏi cần phải đoán có thể khiến cá chép hóa rồng ngoại trừ vị kia ở bắc minh hải thử hỏi có ai còn có bản lĩnh bậc này kia chứ nữ đế không thể thăm dò được dấu vết của thiên đạo thế nhưng côn lại không hề cố ý che giấu hành tung của mình với sự trợ giúp của sức mạnh lục đạo luân hồi nữ đế nhanh chóng phát hiện côn đang tiến về phía tây côn hành tẩu trong nhân gian là vì truy tìm thiên đạo ngài ấy bước về phía tây vậy thì thiên đạo chắc chắn cũng đang ở phía tây nữ đế nói phía tây tạ lan người nên biết nơi nào cách thiên giới gần nhất lẽ nào thiên đạo tới côn lôn tôi hỏi côn lôn là tổ tiên của vạn núi trong thiên hạ cũng là đỉnh núi cao nhất trong nhân gian truyền thuyết nói côn lôn có thang lên trời có thể từ bỏ tất thảy nhân quả hồng trần thoát khỏi thế giới phàm tục sức mạnh của thiên đạo bị tổn hại không thể bay lên thiên giới trở về vũ trụ hư không rất có khả năng đã tới côn lôn rồi xem ra chúng ta đều đã tính sai rồi Thiên đạo không hề có ý định ở lại nhân gian khôi phục sức mạnh, ông ta muốn trực tiếp leo lên thang kia quay lại vũ trụ hư không. Tôi nói, chuyện không thể chần chừ, chúng ta lập tức đi Côn Lôn. Vừa nói nữ đế vừa đứng dậy ngự không, tôi bèn gọi to, "Nữ đế bệ hạ, một mình tôi tới Côn Lôn là được rồi." Ngũ hành quỷ thuộc mộc, nữ đế thân là chủ nhân âm ti, thể xác vốn thuộc tiên thiên ất mộc. Theo ngũ hành sinh khắc thì kim khắc mộc, nữ đế mặc dù thần thông quảng đại, thế nhưng vẫn không tránh khỏi sự trói buộc của quy luật ngũ hành sinh khắc. Huống hồ kim thần nhục thu và thổ thần hậu thổ vốn là hai kẻ không đội trời chung, nữ đế thừa hưởng huyết mạch của hậu thổ, nếu tới côn lôn sẽ phạm vào cấm kỵ, sẽ tổn hại tới đạo hạnh. Làm sao, người lo lắng cô tới côn lôn sẽ phạm vào cấm kỵ sao? Nữ đế khẽ mỉm cười hỏi, vâng, tôi gơ gật đầu, người chớ có quên, cô nắm giữ sức mạnh lục đạo luân hồi, có thể mạnh mẽ áp chế cấm kỵ của ngũ hành. Tôi biết, chỉ là trong lòng tôi vẫn luôn cảm thấy nếu nữ đế bệ hạ tới côn lôn sẽ xảy ra chuyện không hay có chuyện không hay gì kia chứ tôi cũng không thể nói rõ chỉ là trực giác mà thôi nữ đế im lặng một hồi lâu sau đó mới thở dài một tiếng hai kỳ thực bản thân cô cũng cảm nhận được lúc cô quyết lòng tới côn lôn thanh kiếm lục đạo luân hồi này vẫn luôn run rẩy thật không ngờ ngay cả ngươi cũng không cho rằng cô không nên đi côn lôn thôi cũng đành vậy cô quay về âm thi tạ lan ngươi phải nhớ rằng thiên đạo gần như bất tử bất diệt, chỉ khi tập hợp được sức mạnh chúng sinh mới có cơ hội đánh bại ông ta. Bất cứ chuyện gì cũng không thể cưỡng cầu, người tuyệt đối phải đặt mạng sống của chính mình lên trên hết. Cảm tạ nữ đế nhắc nhở, tạ lan xin ghi nhớ trong lòng. Sau khi nữ đế rời đi, tôi ngự kiếm bay đến Côn Lôn, trải qua một ngày một đêm mới đến chân núi Côn Lôn. Nhân gian có giới hạn tốc độ ngự kiếm, không giống như bên ngoài vũ trụ tinh hà, có thể chỉ trong chớp mắt liền vượt qua vạn giảm tầng mây. Gặp lại Côn Lôn tuyết, trong lòng muôn phần bùi ngùi. Côn Lôn là nơi nguyên duệ lớn lên, là cố hương của nàng, cũng là nơi duyên phận giữa chúng tôi kết thành. Cái đêm tuyết rơi năm xưa ấy cứ ngỡ rằng biệt ly là mãi mãi, ai có thể ngờ rằng trải qua bao nhiêu thăng trầm cô ấy lại trở thành chủ mẫu của ma đạo, là mẹ của các con tôi. Nghĩ tới mộ dung, hoa tuyết rơi đầy trời kia cũng trở nên tình ý nguyên man. Lúc này đây nhân đạo đang triệu tập một cuộc họp vô cùng quan trọng tại Hàm Cốc Quan, Tây Vương mẫu không có mặt ở núi Côn Lôn. Thế nhưng vừa bước chân tới nơi này, trong lòng tôi đã dấy lên một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, so với kiếm khởi vĩnh giả của Lữ Thuần Dương còn mạnh hơn rất nhiều. Cảm giác nguy hiểm trùng trùng này đã chứng tỏ suy đoán của nữ đế, thiên đạo thật sự đang ở Côn Lôn. chương 1224, cùng Côn Lôn đồng hành một Một cơn khủng hoảng chưa từng có hiện lên trong đầu tôi, mỗi bước leo lên đỉnh núi đều nặng tượng ngàn cân. Tôi một mình bước trên con đường nhỏ ở Côn Lôn, gió sương mịt mờ thổi qua khiến tôi cảm thấy bản thân cũng sắp sửa biến thành một bông hoa tuyết ở nơi này. Xoay người nhìn lại, dấu chân đã bị tuyết lạnh che lấp, không còn một chút vết tích nào, dường như bản thân bất kỳ lúc nào cũng có thể bị vận mệnh mang đi. Càng bước lên cao, áp lực trong đầu lại càng lớn, thế nhưng tâm cảnh của tôi trong lúc bất chi bất giác đã trở nên trống rỗng tự khi nào. Cảm giác này giống hệt như khi bước vào phòng thi năm 18 tuổi, trước khi bước vào thì lo lắng hốt hoảng, tới khi đã ổn định chỗ ngồi, bút đặt trên bài kiểm tra, chỉ trong nháy mắt lòng bỗng bình tĩnh trở lại. Thiên đạo là bài thi dành cho chúng sinh, khảo nghiệm chúng sinh trong khắp lục đạo và tam giới thái cổ thần ma. Vận mệnh là mực, tôi đến chấp bút, suy cho cùng vẫn là một câu nói này, trốn chạy không nhất định sẽ tránh được, đối mặt không nhất định là điều khó khăn nhất. Hiện giờ tổ đình thiên đạo đã bị hủy, nhân đạo cũng chưa xây dựng lại côn lôn, Tây Vương mẫu lại đi hàm cốc quan, Côn lôn dường như đột nhiên được giải thoát khỏi đạo môn, trở thành vạn pháp tồn tại trong tự nhiên. Liên quan tới côn lôn, thứ đầu tiên trong đầu tôi nghĩ đến là thơ của Lý Bạch. Trên trời Bạch Ngọc Kinh, 12 lầu năm thành, tiên nhân xoa đầu nhỏ, vén tóc trúc trường sinh, một, một trích thơ Lý Bạch, bản hán Việt như sau, thiên thượng Bạch Ngọc Kinh, thập nhị lâu ngũ thành, tiên nhân phủ ngã đính, kết phát thụ trường sinh. Bài thơ này sau đó được cổ long sử dụng, viết về một kiếm khách tên gọi Bạch Ngọc Kinh. Ngọc Kinh ngụ ý chỉ Côn Lôn, có thể nói Côn Lôn là nơi người phàm gửi gắm tất cả mong mỏi đối với tiên nhân. Có vô số truyền thuyết, thần thoại liên quan đến Côn Lôn, từ thủa bàn cổ khai thiên, đại kiếp long phượng, phục hy tạo rồng, si vưu tìm kiếm nguồn cội. Cho đến chuyện trong hậu thế như cây ngọc ở Giao Trì, rồi tổ đình tiên đạo. Trong tất cả các chuyện ấy, khiến người ta khát khao nhất vẫn là truyền thuyết về chiếc thang leo lên trời. Truyền thuyết kể rằng, tại ngọc hư tiên đài nằm ở nơi cao nhất trên đỉnh Côn Lôn quanh năm bị mây mờ bao phủ, có một chiếc thang có thể dẫn thẳng lên thiên giới. Thang trời không thể thấy, phải người có cơ duyên lớn mới có thể gặp. Tiên đạo đem Côn Lôn trở thành đạo tràng không biết đã bao nhiêu năm, ngay cả lúc Ngọc Hoàng phi thăng cũng phải dựa vào sức mạnh thần thông của chính bản thân mình. Trên thực tế, chưa một ai từng nhìn thấy nấc thang lên thiên giới, cũng không một ai nhìn thấy cánh cổng thiên giới ở đâu. Nơi cao nhất ở Côn Lôn được gọi là Đỉnh Ngọc Trụ, Ngọc Hư Tiên Đài chính là nằm trên đỉnh này. Đỉnh Ngọc Trụ giống như một cây cột chống trời băng lạnh thấu xương quả xứng với câu ở trên cao không tránh nổi lạnh lẽo lại bởi vì côn lôn là nơi ngưng tụ canh kim trong khắp thiên hạ nên ngọc trụ giống như mũi đao đâm thẳng lên bầu trời sát khí canh kim mạnh vô cùng ngay cả đệ tử tiên đạo cũng không dám cả gan làm liều leo lên cây cột này người chưa đạt cảnh giới thiên tôn nếu leo lên đỉnh này thần hồn ắt sẽ tổn thương nếu muốn leo lên tới đỉnh thì chỉ bậc đạo tổ mới có khả năng làm được liên quan đến ngọc hư tiên đài trong truyền thuyết ngọc hoàng đại đế cũng chưa lần nào đến nơi này thậm chí ngay cả một lần nhìn thoáng qua cũng chưa từng. Cũng bởi vì có câu nói như thế này, nói rằng Ngọc Hư Tiên Đài là nơi thiên đạo sắc phong cho các vị thần thượng cổ, sau lại cũng chính thiên đạo đích thân ra tay che đẩy huyền cơ ở Ngọc Hư Tiên Đài khỏi con mắt của tam giới. Cái gì gọi là thiên tượng, tiên duyên, tiên duyên chính là từ Ngọc Hư Tiên Đài này mà tới. Giờ đây tôi đã xác định thiên đạo quả thực đang ở Côn Lôn, điều này có thể chứng minh giữa Ngọc Hư Tiên Đài và thiên đạo nhất định có liên quan, lúc này có lẽ ông ta đang ở trên tiên đài. Chẳng trách thiên đạo chẳng buồn bận tâm đến chuyện năng lương của mình bị tản mát khắp bốn cõi cổ địa tại nhân gian, có ngọc hư tiên đài, chỉ cần thang trời hiện ra, ông ta liền có thể trực tiếp quay lại vũ trụ hư không, sau đó lại hợp nhất với bóng của mình trong hư không để hồi phục thực lực. Mà cái gọi là thang trời kỳ thực không phải chỉ chuyện phi thăng lên thiên giới, đó chỉ là một lối đi bí mật có thể giúp thiên đạo qua mặt tam giới, trực tiếp quay về vũ trụ hư không. Đây là đường lui mà thiên đạo giữ lại cho mình nhằm giúp bản thân thoát khỏi nhân quả ở nhân gian. Tạ Lưu Vân, cửu u nữ đế đều có năng lực phá giải huyền cơ. Thân là bậc trí cao tôn thượng, là chủ nhân thống trị vạn vật trong vũ trụ, một ánh mắt của thiên đạo còn hơn cả ngàn năm. 2, hai, hai bản gốc của câu này là tiên giao Ian He 31 niên, trong đó Ian 1 niên thông thường được dùng khi nhắc đến tình yêu từ cái nhìn đầu tiên chỉ nhìn một ánh mắt mà ngỡ ngàn năm đã trôi qua. Đặt trong văn cảnh này thì không hợp lý, bạn nào có cách dịch hay hơn xin góp ý chương 1225, cùng Côn Lôn đồng hành hai Đường lên núi Côn Lôn có rất nhiều, tôi khởi hành từ hướng đông nam của núi, trên đường đi ngang qua phế tích của tổ đình tiên đạo, tiến vào tuyết vực nơi lạnh nhất trên núi Côn Lôn, cuối cùng cũng tới được chỗ thiên trụ. Đứng dưới chân cột ngước nhìn lên đỉnh bỗng có cảm giác ánh tuyết đã biến thành ánh đao, canh kim sát khí mênh mông, khiến trong lòng trào dâng nỗi xúc động. Chỉ có duy nhất một con đường lên đỉnh ở phía tây bắc của thiên trụ, giống như sống đao vậy, chỉ nơi này sát khí canh kim mới suy yếu nhất khi leo lên tôi bắt đầu leo lên đỉnh thiên trụ bước chân phút chốc bỗng chậm lại mỗi một bước đều thật gian nan không chỉ phải chống chọi với sát khí canh kim lại còn phải chống lại áp lực mỗi lúc một dâng cao của thiên đạo từ trên đỉnh gió tuyết hệt như dao kiếm bằng băng không ngừng cắt xuống ra thịt tôi một cơn gió mạnh thổi bay cả thúc phát quan trên đầu tóc đen điên cuồng tung bay trong gió thỉnh thoảng có vài sợi tóc bị băng tuyết cắt đứt bị gió thổi bay biến mất giữa đất trời đạo bào đang khoác trên người do khương tuyết Sương dùng tơ tầm dệt từ cây dâu là thần thụ ở quy khư vốn cực kỳ bền dẻo nay cũng không thể chống lại được sức công kích của sát khí canh kim đã bị thủng lỗ chỗ thảm không nỡ nhìn sau đó tôi bắt buộc phải niệm kim quang chú dùng chân khí hộ thể chuyện này khiến bước chân càng lúc càng chậm lại cứ đi mãi đi mãi tôi bỗng nhiên nhìn thấy một dấu chân vô cùng rõ ràng trên sơn đạo rõ ràng có người đi phía trước tôi cố ý lưu lại dấu chân này nhìn thấy vậy tim tôi bỗng nảy lên một cái lần theo dấu chân trên mặt đất toàn thân lập tức được thả lỏng ngay cả áp lực thiên đạo gây ra cũng suy yếu đi rất nhiều không còn nghi ngờ gì nữa người lưu lại dấu chân này chắc chắn là côn thiên đạo không có khả năng để lại bất gì dấu vết nào lúc này tôi đã đi được nửa ngày cuối cùng cũng đuổi kịp dấu chân của côn hoặc giả ngài ấy vẫn luôn đợi tôi giống như những lời miêu tả tôi đã từng nghe ở kim lăng côn đã hóa thành một người đàn ông trung niên tôi thường dùng từ trung niên để hình dung người khác ấy vậy mà lại quên rằng trong mắt người khác bản thân cũng đã biến thành một gã trung niên, chỉ là đáy lòng vẫn luôn không chịu thừa nhận, hoặc cũng có thể nói bản thân vẫn luôn lưu giữ một chút tâm tính của kẻ thiếu niên. Đây chính là điều khiến Tuyết Dương ghen tị với tôi nhất, còn có cả Tạ Lưu Vân. Khuôn mặt của Côn bị mây mù che phủ nhìn không rõ, đôi mắt giống như được vớt ra từ trong vực sâu thăm thẳm, trong hy vọng lại có buồn bã. Côn không để lộ khuôn mặt thật là bởi bản thân vẫn luôn hành tẩu giữa hai cõi âm dương, vừa là người sống, lại cũng là kẻ đã chết. Chỉ sau khi hóa thành chim bằng, côn mới có thể vượt qua sinh tử, có được cơ thể gần như vĩnh sinh bất tử, không chết không diệt, lúc ấy ngài mới có đủ tư cách ngang hàng với thiên đạo. Côn đang đứng tại nơi này ngóng nhìn tôi, hai tay chắp sau lưng, vẻ mặt vô cùng lãnh đạm, lại mang theo chút tiêu sái khó tả. Gió tuyết lượn quanh cuốn lấy ngài, không một bông tuyết nào chạm được vào. Thân là ma đạo tổ sư, nhìn thấy côn, tôi phải hành lễ với tư cách là bậc vãn bối ba. Ba vãn bối, người đi sau, đàn em thế nhưng không biết tại sao nhìn thấy người ấy đứng trong gió tuyết đợi mình nỗi nặng nề trong lòng tôi chợt vơi đi rất nhiều dường như định mệnh đã cột chúng tôi là chiến hữu đồng sinh cộng tử và ngài ấy đã đợi tôi từ rất lâu rất lâu vì thế tôi bước về phía côn sau đó dừng lại cũng không hề cúi người tay cũng không chắp lại chỉ nhẹ nhàng nói một câu côn chào ngài côn xua tan mây mù đang bao phủ trên đầu lộ ra khuôn mặt trung niên anh tuấn lại có phần quý tộc ưu nhã dịu dàng mỉm cười đáp lại tôi xin chào ma đạo tổ sư. chương 1226, Ngọc Hư Tiên Đại một Cùng côn cất bước đi trong gió tuyết, uy áp của thiên đạo đã bị côn bao phủ hoàn toàn, toàn thân tôi được thả lòng. Sự trưởng thành của cậu so với tưởng tượng của ta quả là nhanh hơn rất nhiều, thế nhưng khi đấu với thiên đạo, nếu chỉ dựa vào sức mạnh vận mệnh mà bản thân cậu nắm giữ chỉ e là chưa đủ. Cô nói, trời diệt chúng sinh, chúng sinh diệt trời, tôi cũng chỉ là kẻ thừa mệnh chắp bút mà thôi. Tôi đáp, không, cậu sai rồi, thân phận của cậu không đơn giản chỉ là người chấp bút đâu. Tôi không nghĩ ra được bản thân còn có thể làm được việc gì. Tôi nghĩ một hồi rồi nói, vận mệnh đã thất bại một lần, đây là cơ hội cuối cùng để nó đánh bại thiên đạo, trên người cậu hãy còn con át chủ bài đang ẩn giấu. Là gì chứ, tôi hỏi, đến lúc đó thì cậu sẽ biết, cụ thể là cái gì thì ta cũng không rõ. Chúng tôi bước đi rất chậm, vừa đi vừa nói chuyện. Nhìn dáng vẻ của côn dường như chẳng chút sốt ruột, rõ ràng biết thiên đạo đang trên đỉnh ngọc trụ, thế nhưng ngài ấy không hề vội vàng. Điều này khiến tôi hết sức tò mò, nhịn không được bèn nhắc nhở thiên đạo đang ở phía trước. Ta biết, cô nhàn nhạt đáp, vì sao chúng ta không nhanh chóng tìm ông ta, thấy hay không thấy thì ông ta đều ở đó, sớm một chút hay muộn một chút cũng chẳng có gì khác nhau. Vì sao lại không có gì khác nhau, giờ đây sức mạnh thiên đạo đã bị tổn hại, có lẽ chúng ta có thể liên thủ trấn áp ông ta. Tạ Lan, hai thế hệ ma đạo tổ sư đều dựa vào sức mạnh vận mệnh để chống lại thiên đạo đã ba nghìn năm, lẽ nào đến giờ cậu vẫn không thừa nhận thiên đạo bất khả chiến bại hay sao? Côn dừng bước, nhìn tôi hỏi, lẽ nào thêm cả ngày cũng không được? Tôi hỏi, thiên đạo chỉ tổn hại sức mạnh, đạo hạnh của ông ta hãy còn đó, nếu ở nhân gian thì ta quả thực có năng lực kiềm chế ông ta, thế nhưng cậu nên biết rằng nếu ta dốc toàn lực đối địch với thiên đạo sẽ gây ra hậu quả như thế nào cho nhân gian? Hậu quả là gì? Em mờ dương mất cân bằng, tam giới đại loạn, chắc chắn sẽ dẫn đến đại kiếp diệt thế. Chân thân của côn cực kỳ to lớn, uy năng cũng không thể nhìn thấu. Quy khư chính là do huyền quan của ngài ấy sở hóa thành, quy khư rộng cả vạn dặm, chẳng khác gì so với nhân gian. Nếu côn và thiên đạo dốc toàn lực chiến đấu với nhau, kết giới nhân gian chắc chắn không thể chịu nổi năng lượng tỏa ra từ công kích của họ. Cho dù tam giới nhân gian bị hủy diệt toàn bộ, kết cục tốt nhất đổi lại cũng chỉ là hai người họ lưỡng bại câu thương, chỉ cần bóng của thiên đạo vẫn còn trong vũ trụ hư không ông ta sẽ không thể bị hủy diệt không biết qua bao nhiêu năm sau thiên đạo hãy còn cơ hội sống lại mà đến lúc đó nhiều khả năng côn đã chẳng còn tồn tại chỉ sau khi hóa thành chim bằng côn mới có thể đạt được sự vĩnh sinh bất tử không chết không diệt nếu không thể hóa thành chim thì thọ nguyên cũng có giới hạn của riêng mình thiên đạo muốn đến chúng ta chỉ có thể đối mặt ông ta muốn đi chúng ta cũng không giữ được côn nói nếu đã như vậy chúng ta vì sao phải tới gặp ông ta? Tôi hỏi, dù gì cũng quen biết nhau đã bao nhiêu năm, giờ đến lúc phải nói lời chia tay, ta cũng muốn đến tiện ông ta một đoạn đường, nhân tiện hỏi ông ta một việc. Thời đại mà ta sống từng có một câu chuyện thần thoại kể về một vị thần vô cùng vĩ đại và u huỳnh trúc chiếu, ta muốn hỏi xem ông ta có phải là người trong truyền thuyết đó hay không? Nhắc đến vị thần vĩ đại, tôi lại nhớ đến chuyện tạo ẩn vì tôi mà lệnh cho cơ quan linh dị thu thập không ít các tài liệu văn hiến, khảo cổ liên quan tới U Huỳnh và Trúc Chiếu trên một vật bằng đồng thau tìm được trong ngôi mộ cổ nào đó ở tỉnh thiểm tây có khắc hình một mặt trời và một dòng chữ rất mờ thế nhưng có thể lờ mờ nhận ra đoạn văn sau đây trong thế giới cổ xưa có một vị thần vĩ đại trúc chiếu và u huỳnh vị thần vĩ đại ấy là bậc vĩ nhân chọc trời khối nước u huỳnh là kẻ trí sĩ xa lánh thế sự còn trúc chiếu lại là tiên nhân mang đến ánh mặt trời cho loài người vẫn đang chìm trong đêm tối ngài hoài nghi vị thần trong truyền thuyết đó chính là thiên đạo tôi hỏi không sai suy đoán của côn khiến tôi rơi vào im lặng. Mối quan hệ giữa vị thần vĩ đại với U Huỳnh, Trúc Chiếu cũng giống như thất sát với Tham Lang và Phá Quân. Nếu như nói thiên đạo chính là vị thần vĩ đại cổ xưa ấy, vậy chẳng phải hai đứa nhỏ trong bụng mộ dung nguyên duệ chính là kẻ tiếp tay cho thiên đạo sao? Suy đoán này khiến tôi không thể chấp nhận nổi, thế nên tôi chỉ có thể tiếp tục im lặng. Tạ Lan, cậu đã từng đi qua thái cổ thần giới, vậy có tìm được manh mối nào liên quan đến U Huỳnh, Trúc Chiếu hay không? Côn hỏi chương 1227, Ngọc Hư Tiên Đại 2 Không có, tôi rất muốn nói chân tướng cho côn hay, lời thốt ra đến miệng không tự chủ được lại nói dối. Hoặc cũng có thể tôi đã nghĩ quá nhiều rồi, tôi vẫn luôn cảm thấy lần này thiên đạo và vận mệnh chơi một ván tất tay như vậy tất không thể nào đơn giản được, thiên đạo chắc chắn còn có con át chủ bài của riêng mình. Tứ linh thần thú, thái cổ tiền dân, đại quân vực sâu, mấy thứ này cũng chỉ đủ để đối phó với thái cổ tam giới và chúng sinh lục đạo ở nhân gian, thiên đạo nếu muốn đánh bại vận mệnh để trở thành chủ nhân của vũ trụ, chỉ dựa vào những thứ này hãy còn chưa đủ. Cô nói, ngài cho rằng con át chủ bài của thiên đạo là gì? Tôi hỏi, chính là hai thần thú U Huỳnh và Trúc Chiếu. Cô nói, hai đại thần thú U Huỳnh và Trúc Chiếu này, dù là kẻ nào thì sức mạnh cũng chẳng hề thua kém ngài ấy. Nếu bọn họ quay lại một lần nữa để giúp thiên đạo chiến đấu sẽ chẳng khác nào sự hội ngộ của ba sao sát phá lang năm xưa. Lấy khí thế mạnh mẽ không gì có thể áp đảo, trực tiếp phá vỡ xiềng xích của vận mệnh. Hiện giờ thiên đạo mới chỉ thoát khỏi nhân quả của nhân gian, thế nhưng xiềng xích của vận mệnh hãy còn đó. Đây mới là chuyện khiến côn lo lắng nhất, U Huỳnh và Trúc Chiếu nhất định sẽ giúp thiên đạo chiến đấu sao? Tôi hỏi, cậu hỏi ta câu hỏi này vậy cũng chẳng khác nào câu hỏi của tôi dành cho cậu, tham lang và phá quân có giúp cậu chiến đấu hay không? Tuyết Dương mang mệnh cách tham lang, Thùy Họa mang mệnh cách phá quân. Tuyết Dương chết chẳng từ nan, điểm này tôi không hoài nghi chút nào, thế nhưng Thùy Hỏa đã có sứ mệnh mới của riêng mình. Sau 9 lần niết bàn, Thùy Hỏa đã quên đi tất cả, chưa chắc cô ấy đã tuân theo sự sắp đặt của mệnh cách phá quân, huống hồ cái gọi là mệnh cách phá quân đã sớm bị cô ấy luyện hóa, hấp thụ, dung hợp vào trong thần cách của tử thần, giờ đây sức mạnh số mệnh nhân quả đã không còn ràng buộc gì với cô nữa rồi. Khương Tuyết Dương sẽ vẫn vì tôi mà chiến đấu như trước, thế nhưng lâm tướng quân giờ đây đã có suy nghĩ riêng của mình, không còn là tướng quân của ma đạo tôi nữa rồi. Tôi đáp, Lâm Thùy Hỏa có thể thoát khỏi sự ràng buộc của sức mạnh số mệnh và nhân quả là bởi vì cô ấy đã thức tỉnh thần cách tử thần. Mà kẻ duy nhất trên thế giới này không bị ràng buộc bởi sức mạnh nhân quả, số mệnh chính là tử thần, nếu tương lai cô ấy có giúp cậu mà chiến đấu chẳng qua cũng chỉ vì niềm tình cảm giữa hai người chứ không phải vì số mệnh phá quân. Tôi đã biết điều đó từ rất lâu rồi, vấn đề là, có thể giống như tử thần cũng chỉ có một người, U Huỳnh và Trúc Chiếu dựa vào cái gì để thoát khỏi số phận của chính họ. Nếu như không thể thoát khỏi, vậy thì khi bọn họ quay lại nhất định sẽ trở thành kẻ giúp đỡ thiên đạo bị thiên đạo điều khiển thật sự không có cách nào thay đổi được số phận của bọn họ hay sao tôi hỏi vận mệnh huyền bí khó lường thế nhưng số phận là thứ đã được định sẵn ngay bản thân vận mệnh cũng khó mà can thiệp vào nhân quả giữa bọn họ với thiên đạo những lời này khiến lòng tôi thấy chán nản nặng nề vô cùng ngày ấy nguyên duệ đã nói với tôi chỉ cần sinh ra từ bụng của mình vậy thì đó chính là con của cô ấy cô ấy chính là mẹ của lũ nhóc nếu bây giờ tôi lại nói với cô ấy rằng nhóc con trong bụng không nên có mặt trên đời, cô ấy biết làm thế nào đây? Mười tháng hoài thai, tâm tâm niệm niệm muốn làm một người mẹ, dựa vào danh phận chủ mẫu ma đạo của cô ấy, muốn cô ấy tự mình ra tay với con mình sẽ khó khăn nhường nào cơ chứ? Huống hồ trong thần hồn của lũ nhóc mặc dù có in dấu ấn của U Huỳnh và Trúc Chiếu, thế nhưng sinh mệnh mới của hai đứa lại đến từ sự giao hòa máu huyết giữa tôi với Nguyên Duệ. Cũng giống như tôi đây, dù phải gánh vác số mệnh thế nào đi nữa, tôi vẫn mãi là con trai thứ hai nhà họ tạ rõ ràng lũ nhóc thực sự là con của tôi và nguyên duệ mà tạ lan cậu đang nghĩ gì vậy có lẽ vì thấy tôi thất thần quá lâu côn cất giọng hỏi vận mệnh chỉ là rất khó can thiệp vào nhân quả giữa thiên đạo với u huỳnh chúc chiếu chứ không phải tuyệt đối không thể có đúng vậy không đúng vậy số mệnh cũng không phải là không thể giải vậy phải làm như thế nào trừ phi còn có một nhân quả hoàn toàn mới được sinh ra so với mối nhân quả giữa thiên đạo với u huỳnh Trúc Chiếu còn mạnh hơn, nếu là như vậy, tức cũng đồng nghĩa với việc đã cho U Huỳnh, Trúc Chiếu sự tự do lựa chọn. Thế nhưng, quan hệ giữa U Huỳnh, Trúc Chiếu với thiên đạo chẳng khác gì quan hệ giữa sát phá lang, trên thế giới này còn sức mạnh nhân quả nào có thể sánh bằng kia chứ? Có, nhưng tôi không chắc chắn, tôi nói, cái gì, hiện giờ chưa thể nói, liên quan đến huyền cơ của vận mệnh, tôi không dám nói, cũng không thể nói. Thiên đạo mặc dù bất khả chiến bại, thế nhưng vận mệnh cũng không thể coi thường. Tạ Lan, sắp tới Ngọc Hư Tiên Đài rồi, quãng đường tiếp theo cậu phải chuẩn bị tinh thần. Thiên đạo rốt cuộc là gì? Thiên đạo là bậc toàn năng vượt lên trên tất cả chúng sinh trong vũ trụ, hóa thân cũng có nghìn vạn, nhật nguyệt tinh hà đều có thể xưng là thiên đạo, thế nhưng kẻ mà hôm nay cậu cần gặp có lẽ là một người. Mỗi bước đi tiếp theo đều đang điên cuồng thiêu hút thần niệm và sinh cơ của tôi. Cũng còn may, dưới sự bảo vệ của côn, cuối cùng tôi cũng thành công đặt chân đến Ngọc Hư Tiên Đài, ánh mắt đầu tiên của tôi chạm phải bóng lưng của một người phụ nữ chiến giáp khô lâu màu vàng kim, lưng đeo hạo kỳ tứ diện long hồn. Tóc trắng như tuyết, dáng vẻ cao ngạo lại quật cường. Trong tay cô ấy cầm một thanh trường đao màu đen, tôi nhớ tên của thanh đao này, hình như gọi là hồn chi bi thương, được biến ra từ thanh đao trấn yêu khi tấn công tổ đình trên núi Thái M, là thần binh số một của minh giới được ghi chép trong đạo tàng. Sở dĩ nó được coi là thần binh xếp số một là bởi vì khi ấy nhân gian chưa có bất kỳ ghi chép nào về lưỡi hái tử thần. Nhìn thấy bóng lưng của Thủy Họa, Trái tim tôi chợt run rẩy. Rõ ràng biết thủy họa trước mắt tôi đây là do Thiên Đạo hóa thành, ánh mắt vẫn không thể nào rời khỏi bóng lưng cô ấy. Chương 1228, chân tướng bại lộ. Hình bóng thủy họa do Thiên Đạo hóa ra, dù chỉ là một bóng lưng cũng đủ khiến tôi mê mẩn, những ký ức của quá khứ và tương lai bỗng chốc ùa về trong đầu. Có người giống như nốt ruồi chu sa trong lòng, dù bạn có quên hết mọi thứ trên đời, nhưng cũng không bao giờ quên được cô ấy. Thiên Đạo quả đúng là kẻ âm hiểm thứ mà hắn tạo ra đầu tiên dáng vẻ của Thùy Họa khi mới nhập Niết Bàn. Trước khi Thùy Họa nhập Niết Bàn, cô ấy chính là người vợ danh chính ngôn thuận cưới hỏi rõ ràng của tôi, tuy là kết đôi âm dương, nhưng mọi nghi lễ của Minh Hôn và Dương Hôn đều được tiến hành chu đáo, không thiếu sót bất kỳ điều gì. Lúc đó cô ấy vẫn gánh trên vai mệnh cách phá quân, cô ấy chính là tướng quân chinh chiến nơi xa trường của Ma Đạo. Từ lúc bắt đầu Niết Bàn, số phận của Thùy Họa bắt đầu đi trạch hướng, cho đến khi cô ấy quên đi mọi thứ sau lần Niết Bàn thứ 9, thì cô ấy đã không bao giờ có thể quay đầu lại được nữa không biết thiên đạo làm như vậy rốt cuộc có mục đích gì nhưng khi nhìn thấy bóng dáng thủy họa đứng trước mặt mình trong lòng tôi bỗng dưng cảm thấy bất lực và cay đắng thậm chí lần đầu tiên tôi thấy lập trường của mình về vận mệnh bị lung lay bởi vì suy cho cùng thứ ngân cách tôi và thủy họa không phải là thiên đạo mà là vận mệnh ngay lúc tôi đang suy nghĩ lung tung thì thiên đạo bỗng xoay người lại đó quả thực là khuôn mặt của tử thần trong đáy mắt còn bùng lên ngọn lửa đen ngươi có phải là thiên đạo không tôi hỏi suốt hàng vạn năm qua chưa từng có người phàm nào được tới gần ta như vậy mà đạo tổ sư chắc hẳn nhà ngươi phải cảm thấy rất vinh dự bởi vì ngươi có tư cách nói chuyện cùng ta thiên đạo tại sao ngươi lại làm như vậy ý ngươi là ta biến thành gương mặt của vợ ngươi thiên đạo mỉm cười nói đúng vậy tại sao ngươi không dùng chính gương mặt của ngươi đấy mọi vật một việc đều do chính tay ta tạo ra mọi thứ đều nhờ ta ta chính là tất cả nói xong thiên đạo tiếp tục thay đổi diện mạo, từ cha mẹ, anh trai tôi, Phật gia vương gia, Bạch Hà Sầu, Tạ Lưu Vân, Kiêm Hà, Lữ Thuần Dương, Tạ Lưu Vân và những người khác mà tôi từng gặp trong đời này đều lần lượt xuất hiện. Cuối cùng, khuôn mặt của thiên đạo dừng lại trên khuôn mặt hiền từ của Nguyên Duệ. Khi nhìn thấy khuôn mặt này, thần hồn tôi chợt rung động, tim tôi bất giác đập nhanh hơn. Nguyên Duệ do thiên đạo hóa thành không phải là nàng tiên côn lôn thánh thiện, cũng không phải là thái cổ chiến thần oai phong lẫm liệt, mà là một người mẹ hiền từ mẫu mực điều này chứng tỏ thiên đạo đã biết nguyên duệ có thai và biết cô ấy đang mang thai con của tôi thiên đạo tại sao ngươi muốn diệt thế ta hỏi ta là người tạo nên trời đất này ta là người tạo hóa chúng sinh vạn vật trên trời hay dưới đất đều là do chính tay ta tạo ra nhưng chính ta lại không thể làm được điều mình muốn ngươi nói đi tại sao ta muốn diệt thế hả thiên đạo hỏi lại trên đời vạn vật đều do trời đất tạo ra có liên quan gì tới ngươi ma đạo tổ sư ngươi hỏi câu này chỉ càng chứng tỏ ngươi là đồ thiếu hiểu biết. Ta sinh ra vào lúc tiên thiên ngũ hành tan giã, nếu trời không sinh ra ta, vũ trụ vĩnh viễn chìm vào màn đêm tối tăm. Cho nên, cái tên thiên đạo chỉ là danh hiệu mà thế hệ sau gọi ta thôi, nhà ngươi thì biết gì lai lịch của ta hả? Thiên đạo nói, cậu ấy không biết, nhưng ta biết, côn vốn luôn giữ im lặng đột nhiên cất lời. Ồ, từ xa xưa, có vị thần vĩ đại, U Huỳnh và Trúc Chiêu. Vị thần vĩ đại là tên cũ của ngươi, nhưng thật đáng tiếc ngươi đã xa đọa rồi, không còn xứng với từ vĩ đại nữa côn nói. Tại sao lại nói ta xa đọa ta từng đề cao ánh sáng và trật tự, hy vọng chúng sinh có thể sống trong hòa bình, thậm chí còn ban cho họ phép trường sinh để giảm bớt tranh chấp. Nhưng kết quả thì sao? Kết quả vẫn là hỗn loạn liên miên không dứt, ta càng cho bọn chúng nhiều thứ, càng khiến chúng tham lam thèm muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Thiên đạo nói, đây không phải nguyên nhân khiến ngươi sa ngã, tất cả bởi vì đầu óc của ngươi đã bị sức mạnh hắc ám ô nhiễm. Ô nhiễm, thế giới mà ta tạo ra càng ổn định, thì sự hỗn loạn và mưu tính mà nó gây ra trong vũ trụ càng điên rồ hơn. Trong suốt hàng vạn năm qua, ta đã quá mệt mỏi khi phải chứng kiến lòng tham vô độ của chúng sinh, càng mệt mỏi khi phải gồng mình chống lại sức mạnh tà ác từ bên ngoài vũ trụ tối tăm. Cho nên, người quyết định từ bỏ thân phận vị thần vĩ đại sao? Côn hỏi, đúng vậy, ta cho rằng sở dĩ hỗn loạn tà ác không thể tiêu trừ, chính bởi vì pháp tắc trời đất đều đã sai, trời có nhiều ánh sáng tức sẽ có nhiều bóng tối, có bao nhiêu thiện sẽ có bấy nhiêu ác. Pháp tắc trời đất này đã sai hết rồi, và sai lầm này phải được sửa chữa. Người định làm cách nào để sửa chữa nó? Tôi hỏi, thế giới ở quá khứ đã bị ta hủy diệt, chính tay ta cũng sẽ hủy diệt thế giới hiện tại. Sau khi tất cả tan thành các bụi, ta sẽ sáng tạo ra một thế giới có tương lai hoàn toàn mới, với tư cách là chủ nhân của vũ trụ, tạo ra quy luật mới cho trời đất. Thì ra đây chính là nguyên nhân khiến thiên đạo sa ngã. Với tầm nhìn hiện tại của tôi, tôi không thể khẳng định tầm nhìn của hắn là đúng hay sai tuy nhiên tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được quyết tâm hủy diệt thế giới của hắn nếu không thể ngăn cản hắn sẽ dẫn dắt vũ trụ từng bước xa vào con đường hủy diệt về tương lai của thế giới mới mà hắn nói sẽ tồn tại như thế nào thì không ai biết nghe lời biện hộ thiên đạo ý chí của tôi có chút lay động chẳng lẽ những gì thiên đạo nói đều là chân lý đúng còn những kẻ chống lại hắn như chúng ta mới sai sao Tôi nhìn sang Côn, mong ông ấy có thể giúp tôi tìm ra câu trả lời. Tạ Lan, cậu có biết pháp tác trời đất bây giờ là gì không? Côn thấy ta nghi hoặc, liền hỏi ta một câu. Trời đất rộng minh mông, không biết tận cùng, ngày đêm lập đi lập lại. Tôi nói, cậu sai rồi, đây chỉ là vẻ ngoài của pháp tác trời đất thôi, chứ không phải bản chất của nó. Ồ, vậy thì là cái gì vậy? Một âm một dương gọi là đạo, âm dương khó lường gọi là thần. Câu nói này giải thích chính là pháp tác hiện hành của trời đất sống và chết âm dương ánh sáng và bóng tối thiện và ác đối lập nhau và cùng tồn tại không tuân theo bất kỳ trật tự nào nhưng lại mang đến một sự cân bằng không thể nào phá vỡ những gì thiên đạo nói là đúng cái ác không thể bị tiêu diệt và bóng tối không thể bị trục xuất hoàn toàn côn nói ông cũng nghĩ thiên đạo nói là đúng sao ta kinh ngạc hỏi côn ha ha ta không biết đâu là đúng đâu là sai ta chỉ biết giết người đền mạng thiếu nợ trả tiền côn cười lạnh nói ý ông là sao tôi hỏi trời muốn giết người, tại sao chúng ta không thể chống cự chứ? Ồ, ông có lý, lời phản bác của côn trông có vẻ rất đơn giản và thô thiển, nhưng nó ngay lập tức đánh thức tôi. Tại sao phải quan tâm đúng sai, đúng theo lời côn nói, trời muốn giết người, tôi không muốn bị giết nên đương nhiên sẽ phản kháng. Thiên đạo, ta chỉ hỏi ngươi, khi nào mới trả cho ta cơ duyên hóa thân thành chim mà ngươi đã nợ ta đây hả? Sau khi giải thích cho tôi nghe, côn quay đầu hỏi thiên đạo. Chờ sau khi sức mạnh của ta khôi phục, tất nhiên sẽ ban tặng cơ duyên cho ngươi thiên đạo nhàn nhạt nói ha ha ta còn có thể tin ngươi được sao côn chế nhạo nếu ngươi tin thì sao nếu ngươi không tin thì sao hôm nay ngươi có thể làm gì ta đây hả giọng điệu của thiên đạo bỗng trở nên lạnh lùng sắc bén nói đến đây mọi thắc mắc đều đã được làm rõ đôi bên chính thức trở mặt thành thù mặc dù côn đã cảnh báo trước chúng tôi không thể giữ chân thiên đạo quá lâu nhưng mà chúng tôi cũng không có ý định để hắn rời khỏi một cách dễ dàng đâu Bây giờ bậc thang lên trời vẫn chưa mở ra, thiên đạo không còn nơi nào để trốn nữa. Côn nhất định phải đánh một trận để giải quyết mọi ân oán với thiên đạo, mà tôi cũng vậy, đệ tử ma đạo vạn kiếp thiên hồng đều do thiên đạo mà ra, bao gồm cả cái chết của tạ mạt lăng, bây giờ đến lúc phải đòi lại nợ này rồi. chương 1229, thiên đạo nhất kiếm một. Với sát khí dâng cao, thiên đài ngọc hư được bao phủ trong sương mù ngay lập tức mất đi sự tĩnh lặng thường ngày. Côn ở phương Bắc, tôi ở phương Đông, thiên đạo ở phương Nam. Sau trận quyết chiến giữa tôi và Lữ Thuần Dương, côn lôn tuyết chuyển sang màu đỏ thấm, kiếm lực của tôi bọc kín thân kiếm, tuyết trắng nhanh chóng nhuộm đỏ, tuyết đỏ nối tiếp nhau rơi xuống. Hôm nay, thái cổ tam kiếm của tôi đã hoàn toàn hợp nhất và chuyển thành kiếm ý hỗn độn. Kiếm ý hỗn độn là thứ thiên đạo sử dụng khi phá hủy thái cổ tam giới. Tu vi của tôi không thể so sánh với thiên đạo, nhưng hiện giờ sức mạnh của thiên đạo bị tổn hại, kiếm lực của hắn cũng giảm mạnh. Dù vậy, khi tôi giải phóng kiếm ý hỗn độn, nó vẫn cộng hưởng với kiếm ý của Thiên đạo. Thiên đạo không có kiếm, hắn chỉ duỗi ra hai ngón tay trắng như ngọc ra. Đường kiếm chỉ thẳng lên cao, sức mạnh khiến côn lôn tuyết dung chuyển dữ dội, như thể nó đang chịu một áp lực nặng nề. Kiếm đạo không có giới hạn, mỗi khi tăng thêm lĩnh ngộ, sức mạnh của kiếm sẽ tăng vài phần. Kiếm ý hỗn độn chính là như vậy, kiếm ý của Thái Sơ cũng giống thế. Truyền thuyết kể rằng, không phải kiếm đạo không có giới hạn mà là chưa từng có ai đạt đến giới hạn. Sau khi Tiên Thiên Ngũ Hành tan biến, kiếm đạo mở rộng sang hai hướng khác nhau. Một kiếm hướng về Thái Sơ, là kiếm ý của Thái Sơ, đây là trường phái kiếm do Lữ Thuần Dương lựa chọn, còn lại hướng về Hỗn Độn, là kiếm ý Hỗn Độn mà tôi đã lĩnh ngộ. Hai đường thẳng kéo dài vô tận, song song không có điểm giao hòa. Dù kiếm thuật của một người có giỏi đến cỡ nào, cũng chỉ có thể chọn một trong hai và buộc phải đối địch với bên còn lại. Kiếm ý mà thiên đạo dùng bây giờ chính là kiếm ý hỗn độn, đây chính là điều tôi đã dự đoán trước. Kiếm ý hỗn độn của thiên đạo còn thuần tùy hơn tôi gấp trăm lần, còn ẩn chứa sức mạnh vô tận. Trong khi thiên đạo và tôi đang giải phóng kiếm ý, côn cũng đang dốc sức phóng ra kiếm ý của chính mình. Kiếm là vũ khí chiến đấu hàng đầu, là vua của mọi loại binh khí. Khi thần thông của một người đã đạt đến một giới hạn nhất định, người đó thường sẽ phát triển sức mạnh của bản thân theo hướng tu luyện kiếm. Bởi vì kiếm sinh ra để giết chóc, Năm đó chính kiếm Thái Sơ đã phân tách thời khởi nguyên hỗn độn ra làm đôi. Hình dạng con người của côn cũng tu luyện kiếm thuật, kiếm ý cũng bắt nguồn từ hỗn độn. Kiếm của côn là một thanh hắc kiếm, có tên là kiếm Bắc Minh Huyền Thủy, hơi thở ngưng thủy vô cùng nồng nặc, quỷ khí bao phủ xung quanh, thậm chí mạnh hơn kiếm lục đạo luân hồi của nữ đế. Kiếm ý hỗn độn của côn cũng cực kỳ thuần túy, tưởng chừng còn ngang bằng với thiên đạo. Trong ba người chúng tôi, thần tính trong kiếm ý hỗn độn của thiên đạo cao siêu lợi hại nhất mặc dù cùng là kiếm ý hỗn độn sau khi kết hợp ba thanh kiếm, nhưng rõ ràng là thần kiếm nắm vai trò chủ yếu. Côn du hành giữa hai cõi âm và dương, thân xác của ông ấy luôn ẩn nấp trong biển Bắc Minh, kiếm ý hỗn độn mà ông ấy sử dụng lấy quỷ kiếm làm trung tâm. Kiếm đạo của tôi có nguồn gốc từ thất sát, thất sát cai quản hỗn loạn. Ngay từ đầu, kiếm của tôi đã có duyên với ma kiếm, sau đó tôi có được tâm ma. Kiếm ý hỗn độn mà tôi sử dụng lấy ma kiếm làm trung tâm nó cũng vừa hay phù hợp với danh phận ma đạo tổ sư của tôi khi kiếm ý của ba người chúng tôi không ngừng nâng cao kiếm ý của chủ kiếm ngày càng trở nên rõ ràng hơn thần kiếm phiêu diêu quỷ kiếm huyền ảo ma kiếm mạnh mẽ trận chiến này chính là trận chiến đỉnh cấp giữa thái cổ tam kiếm chúng tôi không chịu hồi thái cổ lĩnh vực thứ mà chúng tôi so tài chỉ là trình độ kiếm thuật của bản thân tạ lan thành tựu kiếm thuật mà ngươi đạt được ngày hôm nay đều nhờ hết vào thanh kiếm gãy mà ta ban tặng cho ngươi cả Thiên đạo nhìn ta nói, kiếm anh hùng là cơ duyên mà ma đạo tổ sư để lại cho ta, có liên quan gì đến ngươi? Tôi lạnh lùng đáp, ngươi có biết tại sao tạ mặt lăng lại chọn bỏ thanh kiếm gãy đó, rồi truyền lại cho ngươi không? Tại sao, tôi hỏi, thanh kiếm gãy làm đôi kia là mồi như ta gài ông ta? Nếu ông ta hiểu được bí mật hợp nhất của thái cổ tam kiếm vào lúc đó, ta sẽ có lý do chính đáng trừng trị ông ta, phong ấn vận mệnh của ông ta, tiêu diệt thần hồn ông ta. Ta hiểu rồi, thật đáng tiếc. Đạo tổ đã khám phá ra huyền cơ của ngươi. Tôi nói, từ đầu đến cuối, ta chưa bao giờ phủ nhận việc Tạ Mạt Lăng có tư cách cùng ta đánh cờ, cho nên ta mới sắp xếp để Tạ Lưu Vân đánh một ván với ông ta, hòng khai sáng cho ông ta. Đáng tiếc thay, ông ta lại bằng lòng để vận mệnh điều khiển, nhất quyết không chịu đầu hàng ta. Than ôi, nếu trời không sinh ra Tạ Mạt Lăng, thì các ngươi có tư cách gì làm kẻ thù của ta? Chương 1230, Thiên đạo nhất kiếm 2 Có bắt đầu ắt có kết thúc ta thừa nhận tạ mạt lăng thật sự rất vĩ đại, nhưng người cũng đừng coi thường tạ lan. Cô nói, cái gọi có bắt đầu ắt có kết thúc chỉ là lời nói nhảm nhí của từ phúc thôi, nếu nói về khí phách anh hùng thì chúng ta đã có cung công, si vưu, hình thiên, nhưng mấy kẻ đó làm sao đủ sức vượt qua tạ mạt lăng. Hắn ta thì có tư cách gì so sánh mình với tạ mạt lăng chứ hả? Câu cuối cùng là thiên đạo chỉ tay thẳng vào tôi mà hét lớn, khiến tôi cảm thấy vô cùng bối rối. Tôi biết rõ thiên đạo cố tình dùng lời này để lay động tâm trí tôi, nhưng tôi buộc phải thừa nhận những gì hắn ta nói là đúng. Cho đến hôm nay, kiếm đạo, thần hồn và thể xác của tôi mạnh hơn rất nhiều so với người sáng lập ma đạo, ngay cả sự đóng góp của tôi cho ma đạo cũng không thua kém gì ông ấy. Lúc ở trong hư không, tôi rút kiếm tấn công từ phía khoảng cách xa đến 8 ngàn dặm, hòng tiêu diệt song sinh tà ác của thái cổ chiến thần, càn quét 500 vạn đội quân thâm nguyên chiến tranh. Trong trận chiến quy khư, chiêu kiếm tôi đã chấn động bốn phương, thái cổ kiếm lĩnh vực đã giết chết hàng ngàn vạn ác quỷ hung hồn từ MT. Từ khi ma đạo rời khỏi hàn hoang, cho đến khi ma đạo nắm quyền tiếp quản quy khư, chiến tích của tôi sớm đã vượt xa tạ mạt lăng, người sáng lập ra ma đạo. Trên vực trả hồn, trong trận giao chiến với Phục Hy, tôi đã tiêu diệt cả thần hồn của ông ta, đồng thời chấm dứt cục diện bế tắc ở nhân gian, mà tạ mạt lăng năm đó lại chết trên vực trả hồn. Hoàng đế Phục Hy, quỷ mẫu đều vì tôi mà chết, M. sơn lão tổ cũng vì tôi mà chết. Kể cả cổ ma bách Lý Xuân Thu cũng do chính tay tôi xử lý. Trong những năm qua, tôi đã giết vô số người, lập được nhiều chiến công cho ma đạo, tôi đã tiêu diệt hàng loạt kẻ ác gây hại cho lợi ích của ma đạo. Tuy tôi không có công truyền bá pháp giảng lục đạo, nhưng tôi đã giúp cho ma đạo có được địa vị mà ba ngàn năm trước chỉ dám mơ tới. Thử hỏi xem, trên đời này ngoài thiên đạo ra, còn ai dám xem thường ma đạo quy khư tôi không? Tuy nhiên, khi thiên đạo nói tôi còn lâu mới có thể sánh được với tổ sư ma đạo, tôi chỉ đành ngậm miệng im lặng chỉ vì tất cả những gì tôi có bây giờ đều nhờ vào ông ấy kể cả mạng sống của tôi tôi cứ tưởng mình đã sớm nghĩ thông chuyện này nhưng khi thiên đạo nhắc tới nó tôi vẫn không thể điềm tĩnh phản bác lại không có người đi trước sẽ không có người theo sau nếu không có ông ấy làm sao có tôi bây giờ tưởng chừng có thể đuổi kịp bóng người trong quan tài chấn hồn nhưng mỗi lần nhớ lại tôi vẫn chỉ đang đứng phía sau lưng người đó có lẽ cả đời này tôi sẽ không bao giờ đủ sức sánh vai cùng ông ấy chứ đừng nói đến việc vượt qua ông ấy càng nghĩ về điều đó tâm trí tôi càng trở nên chán nản kiếm ý của tôi cũng bắt đầu suy yếu vận mệnh của ma tộc và tôi không phải là có bắt đầu ắt có kết thúc mà là một vòng tròn vận mệnh nối tiếp từ đầu đến cuối trong hư không thùy họa giải quyết bí mật giữa sự sống và cái chết bằng cách nuốt chừng những gì còn sót lại của phá quân từ đó không còn luẩn quẩn trong vòng luân hồi của vận mệnh nữa và tâm ma mà tôi phải đối mặt bây giờ cũng gần giống như cô ấy khi đó. Trừ khi tôi dứt khoát được như cô ấy, không ngừng nuốt chừng những dấu vết do ma đạo tổ sư lưu giữ trong vòng tròn vận mệnh, nếu không tôi sẽ không bao giờ có thể giải thoát mình khỏi nó. Trước đây, câu hỏi này không khiến tôi rơi vào bế tắc, vì không ai đủ khả năng giúp tôi ý thức được sự tồn tại của vòng tròn vận mệnh. Tuy nhiên, khi đối mặt với thiên đạo, vấn đề này lại trở thành chướng ngại lớn nhất trong lòng tôi. Đây là số mệnh của tôi, mà số mệnh phải bị phá vỡ. Bằng không, thứ chờ đợi tôi chỉ có thất bại thảm hại, bởi vì ông ấy đã thất bại rồi. Bất thình linh, tôi phát hiện ra kiếm khí của thiên đạo ngày càng đáng sợ hơn, nhưng tâm trí của tôi vẫn chìm trong mơ hồ, thậm chí càng lúc càng rối. Tôi muốn tìm cơ hội để phá vỡ vòng tròn vận mệnh này, nhưng tôi không muốn xóa sạch mọi dấu vết còn lưu lại trên thế gian này của ma đạo tổ sư. Ngay khi tôi đang thẫn thờ, thiên đạo đã chấp thời cơ tấn công tôi. Thần kiếm phiêu diêu, tựa như tiếng sét giữa trời quang. Thiên đạo rút kiếm, ngay lập tức đòn đánh đã vây chặt mọi hướng đi của tôi. Kiếm khí chỉ có một, nhưng nó còn đáng sợ hơn cả ngàn chiêu thức khác. Một sinh ra hai, hai sinh ra ba, ba sinh ra vạn vật. Một nhát kiếm của Thiên Đạo đã ngay lập tức tạo ra một kiếm hải. Chương 1231, mộ dung sinh con một. Đối mặt với đòn kiếm hải của Thiên Đạo, tôi chỉ biết dùng côn lôn tuyết đỡ đòn theo bản năng. Tuy nhiên, kiếm hải này chỉ xuất hiện nhanh như chớp, khi tôi tập trung kiếm ý để chống trả thì đã quá muộn sức mạnh của chiến thể bất tử không thể chịu được đòn sát thủ của kiếm hải thần kiếm khi kiếm hải đổ bộ xuống đã biến tôi thành một thây ma nhuốm đầy máu tươi máu thấm vào quần áo tôi và thấm đẫm lấp viết dày dưới chân tôi nếu không nhờ sức mạnh vận mệnh bảo vệ nhát kiếm vừa rồi có lẽ đã kết thúc mạng sống của tôi rồi chính sức mạnh của số phận đã miễn cưỡng lật ngược tình thế làm trạch hướng kiếm hải của thiên đạo để cho tôi cơ hội sống khi thiên đạo đã xuất chiêu tấn công thì cô đương nhiên sẽ không ngồi yên chịu trận một quỷ kiếm kiếm hải càn quét qua vị trí của bổn tôn thiên đạo thiên đạo phản công hai kiếm hải va chạm giữa không trung tiếng nổ vang lên chấn động bốn phương tiên đài ngọc hư từ từ nứt ra đám mây u ám hé mở lộ ra bầu trời trong xanh phía xa những bông tuyết quay ngược trở lại bầu trời những trận tuyết lở xung quanh không biết đã phá hủy bao nhiêu đỉnh băng trôn vùi bao nhiêu thung lũng cho dù có là côn lôn tồn tại từ xa xưa cũng không thể chịu được tác động mạnh như vậy mà đấy là nhờ hai người kia còn nương tay thương tình không muốn đánh sập kết giới nhân gian. Đỉnh Ngọc Trụ bắt đầu rung chuyển, tiên đài Ngọc Hư sắp sụp đổ. Màn trời quang vốn bị chia cắt ở ngoài kết giới nhân từ từ ẩn hiện trước mắt chúng tôi, bầu trời trong trẻo, mơ hồ phát ra tia ánh sáng thần thánh đầy màu sắc. Không còn nghi ngờ gì nữa, ánh sáng thần thánh này là điểm báo thang trời sắp hạ xuống. Ngoài ánh sáng kia, tôi còn nghe thấy tiếng gầm của thanh long, tiếng chim chu tước hót xíu rít, tiếng gào thét của bạch hổ, và tiếng thở dài của huyền vũ. Thanh long, chu tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ, bốn con linh thú tự mình bước xuống bậc thang, bảo vệ thiên đạo trở về hư không an toàn. Dù kiếm ý hỗn độn của côn không thuần túy như thiên đạo, nhưng vì ông ấy chiếm ưu thế địa lý tại nhân gian, nên mới có thể thoải mái điều khiển hai luồng khí âm dương, còn phía thiên đạo vốn đã hao tổn đi kha khá, chỉ có thể dùng kiếm khí chân áp kẻ địch nhưng không thể phát huy tối đa sức mạnh của nó. Sau khi hai kiếm hải so chiêu một thời gian, thiên đạo dần dần bị côn dồn vào thế rằng co. Nếu như tôi không bị thiên đạo quấy nhiễu tâm trí, phối hợp chiến đấu với côn, dùng kiếm hải ma kiếm dồn hắn vào chân tường, cho dù vẫn không đủ sức giết chết thiên đạo trước khi thang trời hạ xuống, thì cũng có thể đánh cho hắn ta trọng thương, ít nhất chúng tôi có thể giúp chúng sinh kéo dài cuộc chiến với thiên đạo thêm vài năm. Nhưng bây giờ tôi chỉ đành đứng yên sang một bên nhìn cuộc ác chiến giữa côn và thiên đạo diễn ra, miễn cưỡng cũng chỉ giữ được chút sự sống mỏng manh trong cơ thể. Khi bầu trời quang đáng phía trên ngày càng sáng hơn, tôi đã nhìn thấy hình dáng của thang trời nó cao chót vót, tỏa ra ánh hào quang linh thiêng khiến người khác không ngước nhìn, các bậc thang được lát bằng đá ngọc sáng lấp lánh đầy màu sắc, vươn cao lên tận mây xanh, dường như không thể thấy được điểm cuối. Đứng trên bậc thềm, huyền vũ cúi thấp đầu, bạch hổ vẫy vẫy đuôi. Chu tước dùng ngọn lửa xanh hóa ra một con thanh điểu hỏa phượng, thanh long hóa ra hàng trăm con thuồng luồng, rồng phượng vây kín bầu trời, báo hiệu điểm lành sắp xảy ra. Khi mà bầu trời quang đã ngày càng mở rộng, các bậc thang ngoằn ngoèo kéo dài hàng ngàn dặm, ở cuối bậc thang hiện lên một cánh cổng khổng lồ được đúc bằng đồng. Cánh cổng cao hàng nghìn thước, rộng lớn và trông khá cổ kính, dường như nó đã trải qua hàng trăm vạn năm thăng trầm. Cánh cổng lớn đóng chặt, bên trái đen, bên phải trắng, ở giữa khắc dòng chữ cửu long quan. Cửu long ngẩng đầu gầm lên, đôi mắt mở to đầy tức giận, vẻ mặt tràn trề bi thương. Chiếc quan tài bằng đồng mà nó đang kéo rất giống với chiếc quan chấn hồn mà tôi đã thấy ở động cửu long, truyền thuyết kể rằng thiên quan của Ngọc Hoàng cũng có hình dáng tương tự. Cửu Long kéo quan tài về phía sau cánh cổng khổng lồ, như thể nó cảm nhận được tiếng mời gọi thần bí nào đó. Khi Ngọc Hoàng băng hà, Cửu Long đã kéo quan tài cất chứa thi thể của ông ấy vào sâu trong hư không vũ trụ. Sau này khi đạo đức thiên tôn viên tịch, một Cửu Long khác cũng kéo quan tài đi. chương 1232, Mộ Dung sinh con hai. Không biết Cửu Long đã kéo quan tài đó đi đâu, nhưng khi nhìn thấy cánh cổng này, trong lòng tôi chợt nhận ra, Cửu Long kéo quan không hề tiến về hư không, mà nó kéo chiếc quan tải đến thế giới đằng sau cái cổng kia nghĩ đến đây trong lòng tôi chợt cảm thấy sợ hãi tôi không biết đằng sau cánh cổng khổng lồ kia rốt cuộc có những gì nhưng có một điều chắc chắn thiên đạo nhất định chính là chủ nhân của thế giới đó những cường giả vĩ đại đã biến mất trong suốt mấy năm qua như đạo đức thiên tôn hay ngọc hoàng chẳng lẽ bọn họ đều bị cửu long mai táng tại thế giới sau cánh cổng kia sao thiên đạo nói hắn đã chôn vùi quá khứ vậy thế giới sau cánh cổng có phải là nơi bị hắn tiêu diệt không trong đạo tàng từng nói, con người chết sẽ thành quỷ, mà chết thành yểm, yểm chết thành hư vô. Sau khi các đạo tổ qua đời, thần hồn hóa thành hư vô cùng về với trời đất, mà thi thể của họ sẽ được cửu long kéo quan, mai táng tại hư không vũ trụ. Bây giờ xem ra những gì đạo tàng ghi chép lại có thể không phải sự thật. Tôi càng nghĩ càng thấy sợ hãi và bất an, khiến tôi quên luôn cả trận ác chiến giữa côn và thiên đạo. Tôi nhìn chằm chằm vào cánh cổng, chỉ muốn đợi nó mở ra để nhìn xem thế giới đằng sau cánh cửa là gì. Cuối cùng, cánh cổng khổng lồ cũng từ từ mở ra. Thiên đạo tựa hồ chưa chú ý đến nó, hắn vẫn tiếp tục giao chiến ác liệt với côn. Vì sức mạnh vốn bị suy giảm nghiêm trọng, nên bây giờ nếu thiên đạo muốn thoát khỏi vòng vây của công quả thật không phải là điều dễ dàng, tuy thang trời đã hạ xuống, nhưng vẫn bị cô lập với nhân gian, cho dù bốn con linh thú muốn ra tay giúp đỡ, chúng cũng không dám tự ý đặt chân vào nhân gian. Bởi vì bây giờ thiên đạo còn chưa chính thức rời khỏi nhân gian, cho nên lỡ như kết giới nhân gian sụp đổ, chính thiên đạo cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề dẫn đến vô số biến hóa không lường trước được cánh cổng khổng lồ mở ra thế giới đằng sau nó đang từ từ lộ diện ngay trước mặt tôi tuy nhiên điều khiến tôi thất vọng là thế giới đằng sau cánh cổng đã bị một màn sương mù che phủ khiến tôi không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì tôi cảm thấy thật không cam lòng nếu như sinh cơ của tôi vẫn còn tôi nhất định sẽ không chút do dự bay đến chỗ cánh cổng kia suy nghĩ điên rồ này vừa lóe lên tôi đã dứt khoát chém nước tia sinh cơ mong manh còn sót lại trong người, chiến hồn bất tử trực tiếp phóng ra khỏi cơ thể, bay về phía cánh cổng. Tốc độ của chiến hồn rất nhanh, mà bây giờ bốn con linh thú chỉ quan tâm đến tình hình chiến đấu bên dưới, khi chúng nhận ra tôi đang cố gắng vượt qua cánh cổng, muốn xông tới ngăn cản thì đã quá muộn. Thanh Long giống lên giận dữ, bạch hồ gào thét điên cuồng. Chu tước hót vang, huyền vũ gầm gừ, bốn con linh thú nhanh chóng lao về phía tôi, nhưng cơ thể của tôi đã sớm đứng trước cánh cổng khổng lồ, bọn chúng đứng bất động phía sau lưng tôi hoảng sợ nhìn thế giới đằng sau cánh cổng không dám tiến gần tôi nửa bước tôi đứng trước cánh cổng bắt đầu bình tĩnh lại mặc dù suy nghĩ muốn xem thử thế giới đằng sau cánh cổng kia quả thật hết sức điên rồ nhưng tôi biết một khi bước qua cánh cổng này vận mệnh của tôi sẽ được viết lại từ đầu có lẽ tôi sẽ bước vào hố sâu hủy diệt ngay cả vận mệnh cũng không thể cứu được tôi nhưng tôi không thể cưỡng lại sự cám dỗ trong lòng tiếp tục tiến về phía trước một khi tiến vào cánh cổng chỉ cần một bước chân nữa thôi, tôi sẽ hoàn toàn bước vào thế giới đằng sau cánh cổng khổng lồ kia. Tạ Lan, côn hét lên, cố gắng kéo tôi trở lại nhân gian. Tuy nhiên, chiến hồn của tôi đã không còn tỉnh táo nữa. Thế giới đằng sau cánh cổng đã hoàn toàn mê hoặc tâm trí tôi, khiến tôi không thể cưỡng lại được. Tôi nghe thấy tiếng cười điên cuồng của thiên đạo, hắn ta đang nhạo báng côn. Ta không thể giết chết đứa con của vận mệnh, nhưng chỉ cần hắn ta dám tiến thêm một bước, vận mệnh cũng không thể cứu sống hắn ta đâu chính là điểm cuối cùng có bắt đầu ắt có kết thúc sự lựa chọn hiện giờ của tạ lan chính là minh chứng cho điều này tự hủy hoại chính mình đi tạ lan vì tương lai của một thế giới tươi mới lời cuối cùng của thiên đạo dường như mang theo một loại sức mạnh thần kỳ vô hình nào đó vừa nghe thấy nó xong tôi đã không còn do dự mà nhấc chân lên ngay khi tôi chuẩn bị bước vào thế giới đằng sau cánh cổng đột nhiên cờ chiêu hồn trong huyền quan dung chuyển dữ dội sau đó tôi nghe thấy một giọng nói xa xăm vang lên hai thông báo Thánh nữ ma đạo U Huỳnh đã ra đời, thánh tử ma đạo Trúc Chiêu đã ra đời, chương 1233, kiếm gãy của thiên đạo 1. M thanh trong huyền quan đã khiến tôi phải dừng lại, thần hồn tôi chấn động một phen, mọi sự bối rối cùng mù mờ cũng đều biến mất trong phút chốc. Thái M mờ mịt, thái dương rực rỡ, điều mà trước đây côn lo lắng nhất, chính là U Huỳnh Trúc Chiếu sẽ theo cùng sự phá vỡ nhân quả nhân gian của thiên đạo mà lần nữa xuất thế, mà bây giờ chúng thực sự xuất hiện trở lại thiên đạo đã tính toán ra một bộ bài hay, nếu không có sự trợ giúp của hai thần thú Thái M và Thái Dương, ông ta cho dù có đến nhân gian cũng không thể thoát khỏi đây được. Chính sự xuất thế của chúng đã đánh thức những ký ức bị lãng quên của thiên đạo, dùng thân phận vị thần vĩ đại mà thoát khỏi nhân quả nhân gian. Cùng với âm thanh trong cờ chiêu hồn, chiếc thang lên trời được cắm thẳng vào nhân gian, xuất hiện ở trên không trung của tiên đài Ngọc Hư. Cùng lúc đó, trận chiến giữa thiên đạo và côn cũng dừng lại. Côn, người không thể giữ được ta, Thiên đạo vừa nói vừa cất kiếm đi, ta muốn thử sức xem thế nào, kiếm Bắc minh huyền thủy của côn vẫn chỉ về thiên đạo. Thang trời xuất hiện, côn cảm thấy áp lực vô cùng. Tuy rằng ông không biết U Huỳnh cùng Trúc Chiếu đã đến thế giới này, nhưng trong lòng ông có một loại dự cảm rất không tốt. Sinh cơ của tôi đã bị cắt đứt, côn phải dùng sự quyết đoán để chiến đấu đến cùng với thiên đạo, bằng không, đợi khi thiên đạo thoát khỏi nhân gian, không có sự giúp đỡ từ vận mệnh chi tử là tôi đây thì trận chiến giữa nhân gian với thiên đạo ắt sẽ thua cuộc. Trong trận chiến với thiên đạo, côn dần tìm được tiết tấu của riêng mình. Ông tin rằng chỉ cần ông sẵn sàng sử dụng năng lượng âm dương mà mình đã tích lũy qua hàng ngàn năm ở biển Bắc Minh, thì sẽ có cơ hội để kéo thiên đạo trở lại vòng nhân quả nhân gian. Đại quân Thái Cổ cũng đã chuẩn bị quân lực xong xuôi, nếu vào lúc này thiên đạo lại bị kéo vào hòa kiếp nhân quả của nhân gian, thì lần nữa ông thoát khỏi thì đại quân Thái Cổ tiên dân của ông ta cũng đã không còn tồn tại nữa. Cho dù ngươi cứ cố cưỡng ép ta ở lại thì đã làm sao? Chỉ cần tạ lan chết, Ta có thể tập hợp năng lượng phá vỡ nhân quả nhân gian bất cứ lúc nào. Tạ Lan đã chết rồi." Côn lạnh lùng đáp, mặc dù chiến thể chết nhưng chiến hồn vẫn còn, không có chiến thể thì cần chiến hồn để làm quái gì chứ? Năm xưa khi Cửu Long kéo quan tài bí mật đi dọc theo sông Hoàng Hà, thứ mong cầu cũng chỉ là một tia sinh cơ. Chỉ cần ngươi hôm nay dừng tay tại đây, ta sẽ cho hắn một tia sinh cơ, thế nào?" Côn im lặng không nói, nhìn vào cánh cửa thanh đồng khổng lồ, ông ấy có thể cảm nhận được sự tồn tại của chiến hồn của tôi chỉ là không hiểu tại sao tôi lại xuất hiện ở đó quyết định này thật khó để hạ quyết tâm nhưng côn không còn lựa chọn nào khác đúng như những gì thiên đạo đã nói nếu tôi không thể có được sinh cơ kích hoạt lại chiến thể của mình thì ngay cả khi chiến hồn của tôi có thể sống sót dưới tay tứ linh thần thú thì cũng chỉ tồn tại dưới trạng thái là thần hồn mà thôi trên thế gian không thể tìm được cơ thể nào có thể dung nạp được chiến hồn của tôi mà nếu tôi không có cơ thể cũng không có sinh cơ thì tôi không thể xem như là người sống. Muốn khống chế được sức mạnh vận mệnh thì phải có mạng sống đã, người không có mạng sống làm sao có thể gọi là đứa con của vận mệnh. Thấy Côn Im lặng, Thiên Đạo quay lại nhìn tôi và nói, Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước, Bạch Hổ, Thả Ma đạo tổ sư xuống. Tứ linh thần thú đã thu lại uy áp thần niệm của chúng, khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn. Tôi nhìn thế giới đằng sau cánh cửa thanh đồng khổng lồ lần cuối, thở dài một hơi rồi bước xuống thang trời sương mù che khuất tôi không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì nhưng tôi luôn cảm thấy trong sương mù có rất nhiều điều bí ẩn mà nó có liên quan rất nhiều đến tôi tôi đi theo thang trời trở lại tiên đài ngọc hư đứng cạnh cơ thể mất hết dấu hiệu sống của mình chiến thể đã mất hết sinh cơ làm cho chiến hồn không thể dung nạp vào được ma đạo tổ sư ta biết ngươi rất tò mò đối với thế giới đằng cánh cửa thanh đồng khổng lồ với tâm tính của ngươi tuyệt đối không thể cưỡng lại sự cám dỗ từ thế giới đó ngươi tại sao ngươi lại dừng lại Thiên đạo nhìn tôi hỏi, là vận mệnh đã đánh thức ta. Tôi suy nghĩ một lúc rồi đáp, y ra, tạ lan, xét về khí khái anh hùng, tài năng và lòng dũng cảm, người kém xa tạ mạt lăng, nhưng người có một điểm mà ông ta không thể sánh được. Thiên đạo thở dài nói, cái gì, chương 1234, kiếm gãy của thiên đạo 2. Sự yêu ái, vận mệnh yêu ái ngươi hơn ông ta rất nhiều, cánh cổng thanh đồng khổng lồ là một sát cục ắt chết mà ta bố trí cho ngươi tuy là ta không biết vận mệnh dùng cách gì để đánh thức ngươi nhưng quả thực chính vận mệnh đã ra tay giúp ngươi phá vỡ trận cục rồi phá vỡ tình hình thiên đạo nói đúng chính vận mệnh đã giúp tôi phá vỡ thế bế tắc này tôi có thể tiếp nhận thông tin từ cờ chiêu hồn vào giây phút cuối cùng ngoại trừ sự can thiệp từ vận mệnh tôi tìm không ra lý do nào khác nữa tuy nhiên vận mệnh không hề giúp ma đạo tổ sư điều nào tương tự mà đạo tổ sư khi ở vực trả hồn vốn không nên chết đằng sau cánh cửa thanh đồng khổng lồ rốt cuộc là gì tôi hỏi một ngày nào đó người ắt sẽ biết sau đó thiên đạo giơ tay lên và truyền một luồng sáng xanh vào chiến thể của tôi dần dần tôi cảm thấy chiến thể vốn đã không còn hơi thở bắt đầu có dấu hiệu lưu thông máu không lâu sau tôi đã nghe thấy tiếng tim đập mỗi nhịp tim giống như một tiếng kêu gọi tôi tôi bước về phía chiến thể hợp nhất chiến hồn với nó sau một thoáng thất thần tôi mở mắt ra có lẽ để thể hiện thành ý của mình với côn thiên đạo lần này ra tay rất hào phóng ông ta không chỉ cho tôi một tia sinh cơ mà còn khôi phục toàn bộ chiến thể bị tổn thương của tôi côn ngươi và ta cuối cùng cũng sẽ có một trận chiến nhưng không phải bây giờ thiên đạo nói được nếu ngươi đã thực hiện lời hứa của mình hôm nay ta sẽ không làm khó ngươi nữa côn đáp thiên đạo chắp tay sau lưng đi về phía thang trời thân hình càng ngày càng cao càng đi càng xa ngay khi bóng dáng của thiên đạo sắp biến mất trên thang trời ông ta đột nhiên quay người lại và hỏi tôi một câu, tại sao em mờ cửu u không đến côn lôn? Nữ đế có đến hay không thì có liên quan gì đến ngươi? Tôi hỏi, ha ha, coi như bà ấy may mắn trốn thoát được một kiếp nạn vậy. Nói xong, thiên đạo chắp ngón tay thành kiếm chỉ hướng về phía đỉnh núi Ngọc Trụ, rồi một tiếng nổ lớn vang lên, sau đó toàn bộ đỉnh Ngọc Trụ bắt đầu rung chuyển dữ dội. Một luồng kiếm ý mạnh mẽ cực độ sột thẳng lên trời, sức mạnh của kiếm ý không thể diễn tả được, đặc biệt trong kiếm ý còn ẩn chứa khí canh kim sát phạt mạnh mẽ không thể so sánh được băng và tuyết bắn tung tóe đá nứt vỡ ra côn và tôi không thể ở lại tiên đài ngọc hư được nữa ngự không bay khỏi đỉnh ngọc trụ bàng hoàng nhìn đỉnh ngọc trụ đang trải qua những sự thay đổi lớn đỉnh ngọc trụ bị thủng nhiều lỗ bởi kiếm ý đá núi lăn xuống băng tuyết bay khắp nơi đợi khi lớp bụi cuối cùng đã lắng xuống một thanh kiếm gãy lơ lửng trong không trung tuy là một thanh kiếm gãy nhưng độ sắc bén của kiếm khí vẫn tốt hơn thanh côn lôn tuyết trong tay tôi cũng tốt hơn thanh kiếm bắc minh huyền thủy của côn thanh kiếm gãy đôi này có ba màu khiến tôi ngay lập tức nhớ đến thanh kiếm anh hùng được tôi kéo ra ở quy khư hóa ra một nửa thanh kiếm gãy còn lại được thiên đạo giấy trong đỉnh ngọc trụ thanh kiếm anh hùng tuy được làm bằng chất liệu nghịch thiên nhưng lại không đủ sát khí hoàn toàn không xứng với danh hiệu thanh kiếm của thiên đạo mãi đến bây giờ tôi mới hiểu rằng Thiên đạo đã dồn toàn bộ sát ý của kiếm anh hùng vào thanh kiếm gãy ở trước mặt tôi đây. Thanh kiếm này đã được giấu ở đỉnh ngọc trụ không biết bao nhiêu năm, càng không biết nó đã hấp thụ bao nhiêu khí canh kim ở đỉnh ngọc trụ này. Khi tôi còn đang kinh ngạc, thanh kiếm gãy bất ngờ quay lại, tấn công tôi với luồng sát khí mà tôi đó giờ chưa từng gặp qua. Côn và tôi cùng nhau chống cự, mỗi người chúng tôi không biết chém ra bao nhiêu luồng hình kiếm khí, bao nhiêu mảng hỗn độn kiếm hải, mới có thể vô hiệu hóa sát khí có trong thanh kiếm gãy mà khi sát khí biến mất thanh kiếm gãy đã đâm vào phần ngực trái của tôi chỉ cách trái tim tôi nửa phân nếu nữ đến đến đây với thân thể ất mộc của mình chắc chắn sẽ chết dưới sát khí canh kim của thanh kiếm này ta sai rồi ta tưởng rằng mình nếu dốc toàn lực thì có thể giữ lại thiên đạo côn thở dài nói trách ta chúng phải quỷ kế của thiên đạo trước tôi nói không thiên đạo sớm đã biết điểm yếu của ngươi trước thoát khỏi số mệnh luân hồi giữa ngươi và tạ mặt lăng ngươi ở trước mặt ông ta vốn không có ta nên làm thế nào thiên đạo đã nhắc nhở ngươi rằng vận mệnh yêu ái ngươi hơn ông ấy rất nhiều vậy điều đó có nghĩa là ngươi mới thực sự là đứa con của vận mệnh còn ông ấy thì không nếu không phải là đứa con của vận mệnh thì ông ấy lại làm sao sáng lập được ma đạo dưới sự cấm kỵ của thiên đạo vì chúng sinh thiên hạ làm nhiều việc như vậy nếu không phải đứa con của vận mệnh ông ấy lại thế nào mà có được sức mạnh vận mệnh đây tôi hỏi ta cũng không nghĩ ra được có lẽ ông ấy có thể làm được chỉ đơn giản là vì ông ấy là tạ mạt lăng chương 1235, từ biệt với côn một Rút thanh kiếm gãy ra khỏi lồng ngực, tâm trạng của tôi vô cùng nặng nề. Khúc kiếm gãy này là một thủ đoạn ẩn giấu của thiên đạo, nhưng điều khiến tôi thực sự kinh ngạc lại chính là kiếm ý chứa đựng trong thanh kiếm này. Đỉnh Ngọc Trụ là đỉnh cao nhất của Côn Lôn và là nơi khí canh kim khắp nơi trong thiên hạ tụ về. Thanh kiếm gãy này có thể phá vỡ đỉnh Ngọc Trụ, có thể thấy được kiếm ý quyết liệt, thiên hạ vô song, vượt xa sức mạnh của chiêu thức kiếm khởi vĩnh giả của Lữ Thuần Dương kiếm ý hỗn độn trông có vẻ hỗn loạn nhưng thực chất lại rất theo quy luật, tam kiếm thái cổ mỗi thanh lại có điểm độc đáo riêng. Vì vậy, kiếm ý ẩn chứa trong thanh kiếm gãy đôi này chắc chắn không phải là kiếm ý hỗn độn, không là hỗn độn thì chắc chắn là thái sơ. Tôi và Côn đều nhìn thấy sự kinh ngạc cùng khó hiểu tột độ trong mắt nhau, thiên đạo không chỉ nắm vững kiếm ý hỗn độn mà ông ta còn hiểu được kiếm ý thái sơ. Thế nhưng ông ta lại làm điều đó bằng cách nào? Sau khi tiên thiên ngũ thái tan giã, kiếm cũng bắt đầu chia thành hai tuyến đường phát triển một bên hướng về thái sơ bên còn lại hướng về hỗn độn hai con đường chỉ có thể chọn ra một chúng không bao giờ giao thoa với nhau ngay cả thuần quân người nắm rõ nguồn gốc của kiếm trên kiếm đạo thì cũng phải đưa ra lựa chọn không ai có thể đồng thời kiểm soát cả hai kiếm ý thái sơ cùng hỗn độn tôi rút thanh kiếm gãy ra khỏi phần ngực rồi nhìn nó biến thành bột mịn trong lòng bàn tay tôi và biến mất không dấu vết thiên đạo đã rời khỏi nhân gian thanh kiếm gãy này chính là một câu đố mà ông ta để lại cho tôi và côn